Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 15. Mẹ nó đúng là đồ tốt, một trận tụ linh nho nhỏ đã có tác dụng thần kỳ như thế, lượng linh khí hấp thu được trong một giờ bằng trước kia hấp thu trong 3 tháng, tuy lần này suýt chút nữa đã mệt chết nhưng xứng đáng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, cảm thán chỗ tốt của trận tụ linh. Hiện tại linh khí dưới hầm rượu gần như gấp 10 lần linh khí mỏng manh bên ngoài, anh chỉ cần một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bổ sung toàn bộ chân khí hao hụt. Nếu chiếu theo tốc độ này, đoán chừng tu luyện ở đây nửa năm là anh có thể đột phá luyện khí kỳ 9 viên mãn, có hy vọng trúc cơ rồi. Dương Bách Xuyên không vội đứng dậy, anh lại nhắm mắt cảm thụ nguyên thần kinh. Dựa theo ghi chép trên nguyên thần kinh, công pháp này có tổng cộng 9 tầng. Mỗi khi luyện thành công một tầng sẽ xuất hiện một thuật pháp tinh thần. Sau khi anh tu luyện thành côn tầng thứ nhất nhận được uy áp linh thức, là một thuật pháp châu bò rất hữu dụng với anh. Tối hôm qua luyện đan, nguyên thần kinh tự vận chuyển đạt đến tầng thứ hai, Dương Bách Xuyên còn chưa kiểm tra xem tầng thứ hai sẽ xuất hiện thuật pháp gì, vì vậy anh ôm hy vọng cảm nhận thử. Sau khi tinh thần lực, hay còn gọi là linh thức thả ra, phạm vi bao trùm mở rộng đến 9 mét. Lấy anh là trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, tất cả sự vật trong vòng 9 mét đều hiện rõ mồn một trong đầu. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận, sau khi linh thức khuếch tán đạt đến 9 mét, lực uy áp với bên ngoài tăng lên, nhìn qua không có thay đổi gì mới. Anh hơi buồn bực, chẳng lẽ ghi chú mỗi khi tu luyện một tầng sẽ xuất hiện một thuật pháp trên nguyên thần kinh là giả à? Thế nhưng nghĩ một chút lại thấy không phải, tầng thứ nhất xuất hiện uy áp linh thức chính là bằng chứng tốt nhất. Chắc chắn tầng thứ hai cũng sẽ có, chỉ là anh không cảm nhận ra được mà thôi. Trên nguyên thần kinh vẻn vẹn chỉ nhắc tới mỗi tầng sẽ có một thuật pháp, không hề nói rõ cụ thể là cái gì, cần bản thân tự đi tìm hiểu. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên vẫn có lòng tin, anh cẩn thận cảm thụ nhận, trong linh thức không có thay đổi đặc biệt. Hầu Đậu Đậu và Hương Hương đều ở trong phạm vi linh thức của anh, lúc đụng phải Hầu Đậu Đậu, anh nghĩ... hay là dùng linh thức kiểm tra thương thế của nó khôi phục thế nào rồi xem sao. Chẳng qua không nghĩ tới sau khi tập trung linh thức trên người Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm giác linh thức bị kéo một phát, hoặc là nói giống như rơi xuống một cái hố nào đó. Anh chỉ cảm thấy mê muội trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện linh thức của anh đến một thế giới mờ ảo, cách đó không xa là một con khỉ đang ngủ. Nhìn kỹ, chẳng phải con khỉ này là Hầu Đậu Đậu đấy à? Trong lòng anh suy nghĩ nhích tới gần thêm một chút, linh thức bỗng chui tọt vào giữa mi tâm Hầu Đậu Đậu. Ngay sau đó cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hai mắt mở to, cơ thể kích động đến mức hơi run rẩy. Hiện tại anh đã hiểu rõ thuật pháp tầng 2 của nguyên thần kinh là cái gì rồi. Vừa nãy anh đánh bậy đánh bạ dùng linh thức vào biển ý thức của Hầu Đậu Đậu, thật ra thế giới mơ hồ anh nhìn thấy chính là linh hồn của Hầu Đậu Đậu, mà linh thức của anh có thể khống chế linh hồn của nó. Thuật pháp ở tầng thứ hai nguyên thần kinh chính là công kích linh thức hoặc khống chế linh thức, có thể tiến vào biển ý thức của đối phương dùng linh thức công kích linh hồn. Vì vậy thuật pháp thứ hai của anh có tên khống chế linh thức. Đây là một thuật pháp rất mạnh, có thể dùng làm đòn sát thủ. Thử nghĩ mà xem, trong chiến đấu bất ngờ dùng linh thức công kích linh hồn của đối phương, điều khiển linh hồn một người thì khác nào nghịch thiên. Linh hồn của đối phương đã bị bản thân khống chế. Còn đánh đấm gì nữa? Đương nhiên chiêu này cũng phải nhìn xem độ mạnh của linh hồn bị công kích, linh hồn đối phương bắt buộc phải yếu hơn anh thì mới công kích được, bằng không không chỉ không đạt được hiệu quả mà bản thân còn có nguy cơ bị cắn trả. Vì thế chiêu này chỉ có thể sử dụng làm đòn sát thủ mà thôi. Có điều đối với Dương Bách Xuyên, chỉ cần không đụng phải tu chân, lực lượng linh hồn của cổ võ giả tất nhiên không mạnh hơn anh rồi, không khó khống chế lắm. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với thuật pháp ở nguyên thần kinh tầng thứ hai, cuối cùng có đòn sát thủ rồi. Hiện trong lòng anh hơi ngứa ngáy, rất muốn đi tìm người thí nghiệm thử xem, con người khẽ chuyển một vòng, nở nụ cười xấu xa. Chẳng phải đối tượng thí nghiệm đã có sẵn đấy à? Ha ha! Người anh đang nghĩ tới chính là Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình là cổ võ giả ám kình tầng 8, nếu như khống chế linh thức có tác dụng với cô. Như vậy đối với Dương Bách Xuyên, ở giới cổ võ chỉ cần không đụng tới cường giả ám kình tầng 9, anh chính là vô địch. Mang theo tâm trạng hơi kích động, Dương Bách Xuyên đứng dậy, rời khỏi tầng hầm, vừa ra tới cửa đã thấy ba người Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ,
Ngô Mặc Thu khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Linh khí trời đất không ngừng tràn vào trong cơ thể bọn họ, từng cái hít thở giống như mãng xà nuốt tinh. Dương Bách Xuyên trợn mắt, ba người kia đã ngưng tụ được cơ thể, nhìn qua không khác gì người bình thường. Đây chính là chỗ đặc biệt của Phong Đô Quyết tầng thứ nhất. Sư phụ đã từng nói, ba người vốn được sát khí tôi luyện mấy trăm năm, căn cơ vô cùng vững chắc, chỉ cần cho bọn họ tu luyện công pháp, tu vi nhất định sẽ tăng lên cực nhanh. Hiện tại xem ra trận tụ linh thành công đã mang lại lợi ích không nhỏ cho bọn họ, tu vi tăng mạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhất là cô nhóc Ngô Mặc Thu, Linh Thức Anh cảm giác được chân khí trong cơ thể cô bé khổng lồ hơn cả Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc. Tiếng động Dương Bách Xuyên đi ra mật thất đánh thức ba người. Cả ba lập tức quỳ lên, miệng nói cảm tạ chủ nhân ban thưởng, linh khí đã triệt tiêu sát khí khi giúp tăng nhanh tốc độ hấp thu của bọn họ, sau khi ngưng tụ thành công thân thể sẽ không cần lo lắng biệt thự mở cửa dẫn tới linh thể không ổn định. Dương Bách Xuyên cười ha ha, dặn bọn họ tiếp tục tu luyện. Anh tán gẫu qua vài câu, sau đó đi lên lầu tìm Độc Cô Vô Tình, anh tưởng cô vẫn đang tu luyện nên không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa tiến vào trong, trước mắt Dương Bách Xuyên lập tức léo lên tia sáng dầu lạnh lẽo, đồng thời giọng điệu không nóng không lạnh của Độc Cô Vô Tình cũng vang lên, đêm hôm khuya khoát tiên sinh không ngủ được, vào phòng tôi mà không gõ cửa, thế này có vẻ không ổn nhỉ. Dương Bách Xuyên tránh một kiếm, mặt mũi lập tức đỏ bừng, lạnh lùng hừ một tiếng. Linh thức nhanh chóng xông về phía Độc Cô Vô Tình. Một giây sau, cơ thể đối phương run lên, cứng đờ không nhúc nhích. Dương Bách Xuyên cười lớn, ám kình tầng 8 thì thế nào? Chẳng phải cũng bị Linh thức anh khống chế à? Một trận tụ linh nhìn qua đơn giản lại khiến Dương Bách Xuyên gần như cạn kiệt sức lực, trong lòng thầm nhủ, bảy trận đúng là không phải việc người thường làm được, vừa cần máu lẫn chân khí, còn mệt hơn cả luyện đan. Nhưng anh cũng biết trận pháp giống luyện đan. Đều cần am hiểu sâu, thậm chí ở một số phương diện còn khó hơn cả luyện đan. Luyện đan chỉ cần có linh dược, đan phương, là có thể chậm rãi luyện chế, tích lũy kinh nghiệm, càng ngày càng thuận tay. Thế nhưng là trận pháp lại khác, ngoại trừ trụ cột còn cần cả thiên phú, cảm ngộ thiên đạo, bởi vì muốn bày trận pháp phải kết hợp với thiên đạo. Cũng giống như trận tụ linh anh bày hôm nay, trong miệng sư phụ chỉ là trận pháp cỡ nhập môn vô cùng đơn giản. Nhưng thực tế phải liên hệ với M Dương Ngũ Hành, Phong Vân Lôi Điện, Địa Thế Núi Sông, vân vân, nếu không biết nhìn thì đừng hòng bày được, thậm chí còn không biết được nên bày hướng nào. Dương Bách Xuyên vui mừng bởi vì anh có một sư phụ kinh nghiệm phong phú, mỗi một chi tiết sư phụ truyền thừa cho anh đều ghi chú rõ cảm ngộ, nhận thức. Vì thế nói thẳng ra là hôm nay anh bày được trận tụ linh hoàn toàn dựa vào khuôn mẫu có sẵn mới miễn cưỡng thành công. Dù sao trong thời gian ngắn anh không có ý định học trận pháp, đồ chơi này thật sự không dành cho người thường, suýt chút nữa đã mệt tới hộc máu. Sau khi trận tụ linh thành công kích hoạt, Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ ràng linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong biệt thự, nhất là ma khí dưới hầm rượu càng ngày càng dày đặc. Mặc kệ là linh khí ở ngoài hay ma khí ở dưới, ngay tại lúc này, tất cả đều hội tụ tại mắt trận tụ linh, đi qua M Dương Ngũ Hành. Sát khí điên cuồng bên trong ma khí được chuyển hóa, biến thành linh khí bình thường. Sau đó lại dựa vào trận pháp khuếch tán ra ngoài, chỉ một lát sau, Dương Bách Xuyên liền phát hiện nồng độ linh khí tăng lên gấp đôi. Với tốc độ này, không bao lâu sau, phạm vi trăm mét bao quanh biệt thự đã biến thành đạo trường sung túc linh khí, bảo địa thích hợp tu luyện. Dương Bách Xuyên khoanh chân ngồi xuống đất, vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết bắt đầu khôi phục chân khí. Anh ngồi ở trung tâm trận tụ linh, đây là nơi linh khí sung túc nhất. Một tiếng đồng hồ sau, anh mở hai mắt, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hết lúc bảy trận đã được bổ sung lại, tinh thần vô cùng no đủ. Mẹ nó đúng là đồ tốt, một trận tụ linh nho nhỏ đã có tác dụng thần kỳ như thế, lượng linh khí hấp thu được trong một giờ bằng trước kia hấp thu trong ba tháng, tuy lần này suýt chút nữa đã mệt chết nhưng xứng đáng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, cảm thán chỗ tốt của trận tụ linh. Hiện tại linh khí dưới hầm rượu gần như gấp 10 lần linh khí mỏng manh bên ngoài, anh chỉ cần một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bổ sung toàn bộ chân khí hao hụt. Nếu chiếu theo tốc độ này, đoán chừng tu luyện ở đây nửa năm là anh có thể đột phá luyện khí kỳ 9 viên mãn, có hy vọng trúc cơ rồi. Dương Bách Xuyên không vội đứng dậy, anh lại nhắm mắt cảm thụ nguyên thần kinh. Dựa theo ghi chép trên nguyên thần kinh, công pháp này có tổng cộng 9 tầng,
mỗi khi luyện thành công một tầng sẽ xuất hiện một thuật pháp tinh thần. Sau khi anh tu luyện thành côn tầng thứ nhất nhận được uy áp linh thức, là một thuật pháp châu bò rất hữu dụng với anh. Tối hôm qua luyện đan, nguyên thần kinh tự vận chuyển đạt đến tầng thứ hai, Dương Bách Xuyên còn chưa kiểm tra xem tầng thứ hai sẽ xuất hiện thuật pháp gì, vì vậy anh ôm hy vọng cảm nhận thử. Sau khi tinh thần lực, hay còn gọi là linh thức thả ra, phạm vi bao trùm mở rộng đến 9 mét. Lấy anh là trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, tất cả sự vật trong vòng 9 mét đều hiện rõ mồn một trong đầu. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận, sau khi linh thức khuếch tán đạt đến 9 mét, lực uy áp với bên ngoài tăng lên, nhìn qua không có thay đổi gì mới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh hơi buồn bực, chẳng lẽ ghi chú mỗi khi tu luyện một tầng sẽ xuất hiện một thuật pháp trên nguyên thần kinh là giả à? Thế nhưng nghĩ một chút lại thấy không phải, tầng thứ nhất xuất hiện uy áp linh thức chính là bằng chứng tốt nhất, chắc chắn tầng thứ hai cũng sẽ có, chỉ là anh không cảm nhận ra được mà thôi. Trên nguyên thần kinh vẻn vẹn chỉ nhắc tới mỗi tầng sẽ có một thuật pháp, không hề nói rõ cụ thể là cái gì, cần bản thân tự đi tìm hiểu. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên vẫn có lòng tin, anh cẩn thận cảm thụ nhận, trong linh thức không có thay đổi đặc biệt. Hầu Đậu Đậu và Hương Hương đều ở trong phạm vi linh thức của anh, lúc đụng phải Hầu Đậu Đậu, anh nghĩ, hay là dùng linh thức kiểm tra thương thế của nó khôi phục thế nào rồi xem sao. Chẳng qua không nghĩ tới sau khi tập trung linh thức trên người Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm giác linh thức bị kéo một phát, hoặc là nói giống như rơi xuống một cái hố nào đó. Anh chỉ cảm thấy mê muội trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện linh thức của anh đến một thế giới mờ ảo, cách đó không xa là một con khỉ đang ngủ. Nhìn kỹ, chẳng phải con khỉ này là Hầu Đậu Đậu đấy à? Trong lòng anh suy nghĩ nhích tới gần thêm một chút. Linh thức bỗng chui tọt vào giữa mi tâm Hầu Đậu Đậu. Ngay sau đó cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hai mắt mở to, cơ thể kích động đến mức hơi run rẩy. Hiện tại anh đã hiểu rõ thuật pháp tầng 2 của Nguyên Thần Kinh là cái gì rồi. Vừa nãy anh đánh bậy đánh bạ dùng linh thức vào biển ý thức của Hầu Đậu Đậu, thật ra thế giới mơ hồ anh nhìn thấy chính là linh hồn của Hầu Đậu Đậu, mà linh thức của anh có thể khống chế linh hồn của nó. Thuật pháp ở tầng thứ hai nguyên thần kinh chính là công kích linh thức hoặc khống chế linh thức, có thể tiến vào biển ý thức của đối phương dùng linh thức công kích linh hồn. Vì vậy thuật pháp thứ hai của anh có tên khống chế linh thức. Đây là một thuật pháp rất mạnh, có thể dùng làm đòn sát thủ. Thử nghĩ mà xem, trong chiến đấu bất ngờ dùng linh thức công kích linh hồn của đối phương, điều khiển linh hồn một người thì khác nào nghịch thiên. Linh hồn của đối phương đã bị bản thân khống chế. Còn đánh đấm gì nữa? Đương nhiên chiêu này cũng phải nhìn xem độ mạnh của linh hồn bị công kích, linh hồn đối phương bắt buộc phải yếu hơn anh thì mới công kích được, bằng không không chỉ không đạt được hiệu quả mà bản thân còn có nguy cơ bị cắn trả. Vì thế chiêu này chỉ có thể sử dụng làm đòn sát thủ mà thôi. Có điều đối với Dương Bách Xuyên, chỉ cần không đụng phải tu chân, lực lượng linh hồn của cổ võ giả tất nhiên không mạnh hơn anh rồi, không khó khống chế lắm. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với thuật pháp ở Nguyên Thần Kinh tầng thứ hai, cuối cùng có đòn sát thủ rồi. Hiện trong lòng anh hơi ngứa ngáy, rất muốn đi tìm người thí nghiệm thử xem, con người khẽ chuyển một vòng, nở nụ cười xấu xa. Chẳng phải đối tượng thí nghiệm đã có sẵn đấy à? Ha ha! Người anh đang nghĩ tới chính là Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình là cổ võ giả ám kình tầng 8, nếu như khống chế linh thức có tác dụng với cô, như vậy đối với Dương Bách Xuyên. Ở giới cổ võ chỉ cần không đụng tới cường giả ám kình tầng 9, anh chính là vô địch. Mang theo tâm trạng hơi kích động, Dương Bách Xuyên đứng dậy, rời khỏi tầng hầm, vừa ra tới cửa đã thấy ba người Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ, Ngô Mặc Thu khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Linh khí trời đất không ngừng tràn vào trong cơ thể bọn họ, từng cái hít thở giống như mãng xà nuốt tinh. Dương Bách Xuyên trợn mắt, ba người kia đã ngưng tụ được cơ thể, nhìn qua không khác gì người bình thường. Đây chính là chỗ đặc biệt của phong đô quyết tầng thứ nhất. Sư phụ đã từng nói, ba người vốn được sát khí tôi luyện mấy trăm năm, căn cơ vô cùng vững chắc, chỉ cần cho bọn họ tu luyện công pháp, tu vi nhất định sẽ tăng lên cực nhanh. Hiện tại xem ra trận tụ linh thành công đã mang lại lợi ích không nhỏ cho bọn họ, tu vi tăng mạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhất là cô nhóc Ngô Mặc Thu, linh thức anh cảm giác được chân khí trong cơ thể cô bé khổng lồ hơn cả Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc.
tiếng động Dương Bách Xuyên đi ra mật thất đánh thức ba người. Cả ba lập tức quỳ lên, miệng nói cảm tạ chủ nhân ban thưởng, linh khí đã triệt tiêu sát khí khi giúp tăng nhanh tốc độ hấp thu của bọn họ, sau khi ngưng tụ thành công thân thể sẽ không cần lo lắng biệt thự mở cửa dẫn tới linh thể không ổn định. Dương Bách Xuyên cười ha ha, dặn bọn họ tiếp tục tu luyện. Anh tán gẫu qua vài câu, sau đó đi lên lầu tìm Độc Cô Vô Tình, anh tưởng cô vẫn đang tu luyện nên không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa tiến vào trong, trước mắt Dương Bách Xuyên lập tức léo lên tia sáng dầu lạnh lẽo, đồng thời giọng điệu không nóng không lạnh của Độc Cô Vô Tình cũng vang lên, đêm hôm khuya khoát tiên sinh không ngủ được, vào phòng tôi mà không gõ cửa, thế này có vẻ không ổn nhỉ. Dương Bách Xuyên tránh một kiếm, mặt mũi lập tức đỏ bừng, lạnh lùng hừ một tiếng, linh thức nhanh chóng xông về phía Độc Cô Vô Tình. Một giây sau, cơ thể đối phương run lên, cứng đờ không nhúc nhích. Dương Bách Xuyên cười lớn, ám kình tầng 8 thì thế nào? Chẳng phải cũng bị linh thức anh khống chế à? Linh thức trực tiếp chui vào biển ý thức của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên nháy mắt đã khống chế linh hồn của cô. Nhìn bên ngoài, lúc này ánh mắt đối phương vô hồn không có ý thức. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng không đắc ý được bao lâu đã vội vàng lui ra khỏi biển ý thức của Độc Cô Vô Tình. Bởi vì anh vừa tiến vào đã cảm giác được linh hồn của cô rất mạnh, ít nhất không giống hầu đậu đậu tùy ý anh chơi đùa. Dương Bách Xuyên hiểu rõ đây là nguyên nhân tại sao Độc Cô Vô Tình lại có nội lực hùng hậu, thực lực cô mạnh chứng tỏ linh thức của cô cũng mạnh, chuyện này rất bình thường. Linh thức đi vào cũng chỉ khống chế Độc Cô Vô Tình chưa đến 3 lần hít thở đã nhận lấy sự phản kháng kịch liệt của linh hồn đối phương. Vì vậy Dương Bách Xuyên hoảng hốt vội vàng lui ra, không lui chỉ có 2 kết quả. Một là anh bị Độc Cô Vô Tình cắn trả, hai là linh hồn Độc Cô Vô Tình bị anh cường ép công kích, hậu quả lưỡng bại câu thương hoặc linh hồn cô trọng thương biến thành người thực vật. Tất nhiên cả 2 kết quả đều không ổn, vì vậy anh vội vàng rời khỏi biển ý thức của cô. Anh chỉ khống chế được linh hồn của cổ võ giả ám kình tầng 8 tối đa 3 lần hít thở mà thôi. Chẳng qua như vậy đã đủ, nếu thật sự trong chém giết, 3 lần hô hấp dư sức khiến anh đả thương kẻ thù. Một giây sau, hai mắt Độc Cô Vô Tình khôi phục ý thức, sững sờ nhìn Dương Bách Xuyên, đột nhiên mở miệng hỏi, tiên sinh, có phải cậu đã làm gì tôi không? Tại sao trong khoảnh khắc vừa rồi tôi lại cảm thấy bản thân giống như mất đi ý thức nhỉ? Trong lòng Dương Bách Xuyên toát mồ hôi lạnh, thầm kinh hãi trước độ nhạy cảm của cô gái này. Chỉ 3 lần hít thở ngắn ngủn mà cô đã phát hiện khác thường, cũng may đối phương chỉ là cổ võ giả, nếu đổi lại tu chân giả thì chắc chắn đã phát hiện. Tất nhiên anh sẽ không nói cho cô biết vừa nãy bản thân khống chế linh hồn cô, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, cái đó, tôi tới xem thử cô đã khôi phục thế nào thôi, trước đó ghé qua thấy cô đang luyện tâm pháp, tưởng cô vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện nên không gõ cửa. Khụ khụ, lần sau trước khi tôi vào phòng nhất định sẽ gõ cửa, đúng rồi, bây giờ cô cảm giác thế nào? Độc Cô Vô Tình cảm giác có gì đó khác thường nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, nghe thấy Dương Bách Xuyên quan tâm mình thì thả lỏng đề phòng, thu lại nhuyễn kiếm trên tay, nội lực đã khôi phục lại đỉnh phong, còn tăng lên một bậc, cảm tạ tiên sinh đã thưởng đan, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Dứt lời, Độc Cô Vô Tình cung kính ôm quyền cúi đầu trước Dương Bách Xuyên. Tên mặt dày họ Dương nào đó ngang nhiên nhận lấy, còn xua tay nói, không cần cảm ơn, cô cũng vì giúp tôi mới bị thương, không có việc gì thì tôi ra ngoài đây, hiện tại cũng đã khá muộn, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Tiên sinh đi thong thả, Độc Cô Vô Tình bình tĩnh nói một tiếng, mặc dù Dương Bách Xuyên cứu cô nhưng trong lòng vẫn hơi khúc mắc trước việc Dương Bách Xuyên ngang ngược chạy vào phòng mình giữa đêm hôm khuya khoát tốt xấu gì cô cũng là con gái cành ngọc lá vàng. Mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng không thể xem thường danh tiết. Đã gần đến giờ Tí, sắc mặt Độc Cô Vô Tình lại sắp trở nên kỳ quặc, đến lúc đó sẽ rất đáng sợ. Dương Bách Xuyên không muốn ở lâu, đạt được mục đích thì lập tức rời khỏi phòng. Anh phát hiện hình như sau khi vào đây còn chưa chọn phòng, dứt khoát đi thẳng lên lầu nhìn xem. Hôm đi xem nhà anh nhớ kỹ trên tầng 3 có một căn phòng có mái lắp đặt toàn bộ bằng kính. Về đêm có thể quan sát thiên tượng nên chọn ở lại lầu 3. Từ lúc trở về đến bây giờ không hề nghỉ ngơi một giây nào, hôm nay cũng đã hơn nửa đêm, Dương Bách Xuyên vừa vào phòng đã nhìn thấy giường lớn mềm mại, ánh sáng xuyên qua cửa sổ trong suốt sát đất nhảy nhót khắp phòng, bỗng nhiên có cảm giác vô cùng buồn ngủ. Từ khi bước vào con đường tu chân, anh đều không ngủ, mỗi khi trời tối đều ngồi xuống tu luyện,
dù sao ngày hôm sau tinh thần vẫn rất tốt, không khác ngủ là mấy. Thế nhưng đêm nay anh muốn lén lút lười biếng, không muốn tu luyện, chỉ muốn nằm trên giường nhìn bầu trời đầy sao xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rồi ngủ một giấc thật ngon. Căn phòng không nhuốm bụi trần, thật ra cả biệt thự đều được Kiều Phúc và hai chị nhà họ Ngô quét dọn sạch sẽ, Dương Bách Xuyên vô cùng hài lòng. Anh bước qua trực tiếp nằm xuống giường, mặc kệ tất cả chìm vào giấc ngủ, anh mệt mỏi, thật sự rất mệt. Từ ngày được sư phụ Vân Thiên Tà truyền thụ công pháp tu chân, anh đều chưa từng nghỉ ngơi. Lúc đầu là vì kiếm tiền, luyện chế đan chú nhan, về sau tốt nghiệp thì tìm việc làm theo nguyện vọng của bà nội, cùng Lưu Thích Kỳ xây dựng công ty Vân Kỳ, sau đó chính là tiếp xúc với cổ võ giả, bắt đầu gặp phải rắc rối liên tiếp không ngừng. Từ khi Trần Bách Vãn xuất hiện bắt đi Hầu Đậu Đậu, con đường tu chân thuận buồm xuôi gió của anh đã gặp được nguy cơ rất lớn, gần như là đi dạo một vòng quanh ranh giới sống con, tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ đến tận bây giờ. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, nguy cơ lần này nguy cơ cũng mang lại cho anh thu hoạch rất phong phú, cũng làm cho anh hiểu rõ ràng giới cổ võ, trong lòng đã có kính sợ đối với giới cổ võ và vạn vật trong trời đất. Anh trưởng thành, chín chắn hơn rồi. Sau khi hóa giải nguy cơ, thực lực tăng cao, tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong, chỉ kém một bước chính là tầng 6, đường ranh giới của luyện khí kỳ. Nguyên thần kinh tăng lên tầng thứ 2 đã có đòn sát thủ công kích linh thức, ít nhất có thể tạo thành ảnh hưởng với cổ võ giả ám kình tầng 8. Đan bồi nguyên luyện chế thành công. Về phần thế lực, thật ra trong lúc vô tình đã mạnh hơn không ít, chưa nói đến cao thủ như Độc Cô Vô Tình, đợt một thời gian nữa ba con quỷ dưới mật thất cũng sẽ là cao thủ, có thể sánh ngang quỷ tu giả ở tu chân giới. Hai con linh thú, Hầu Đậu Đậu đã gần khôi phục, Chồn Hương Hương đã bắt đầu lần tiến hóa đầu tiên. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Mấy hôm nữa em gái Dương San San sẽ đến Cố Đô học đại học. Thế nhưng trong lòng anh đã gieo xuống một cây gai, không rút ra, anh ăn không ngon ngủ không yên. Tổ chức sát thủ Sương Hoa phân khu Tây Bắc, Trần Bách Vạn đã trốn thoát. Hành động bắt cóc Hầu Đậu Đậu của bọn họ mang lại uy hiếp rất lớn cho Dương Bách Xuyên, hôm nay có thể bắt Hầu Đậu Đậu, ngày mai sẽ đã bắt người thân bạn bè để uy hiếp anh. Dương Bách Xuyên không muốn bọn họ vì anh mà xảy ra chuyện. Vì vậy diệt trừ tổ chức sát thủ Sương Hoa cắm rễ tại phân khu Tây Bắc là chuyện anh muốn làm nhất lúc này. Anh chỉ có một cô em gái, không thể để con bé gặp chuyện không may được. Hơn nữa Dương Bách Xuyên tin tưởng chắc chắn Trần Bách Vạn đã chạy trốn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ đối phương dẫn người giết tới tận cửa còn không bằng bản thân ra tay trước, hiện tại anh đã có thực lực đi nhổ cái gai cắm trong lòng. Độc Cô Vô Tình từng nói Sương Hoa là tổ chức sát thủ quốc tế, Dương Bách Xuyên biết nếu anh nhổ tận gốc phân khu Tây Bắc sẽ phải chịu hậu quả gì. Có thể tưởng tượng được, ngày sau anh sẽ trực tiếp đối đầu với tổ chức sát thủ quốc tế, đừng mơ có được thời gian thanh tĩnh. Có một số chuyện cần phải làm, lẽ nào anh không giải quyết phân khu Tây Bắc của Sương Hoa thì đối phương sẽ bỏ qua cho anh à? Về cơ bản là không thể nào, vì bọn họ đã kết thù, chỉ có dùng máu trấn nhiếp, lấy sát ngăn sát, đi con đường chém giết khiến bọn họ sợ hãi anh thì bọn họ mới không gây rắc rối nữa. Giết một tên không đủ thì giết một đôi, hủy một phân khu không đủ thì hủy toàn bộ phân khu ở Hoa Hạ, nếu vẫn không đủ thì anh sẽ khiêu chiến trực tiếp với tổng bộ. Anh sẽ lấy tổ chức sát thủ Sương Hoa làm đá kê chân trên con đường dương danh tại giới cổ võ của mình. Thân là truyền nhân của thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, anh cần tranh giành một phen, không muốn tu chân giả bị một tổ chức sát thủ cổ võ chèn ép. Vì vậy tối nay Dương Bách Xuyên cho phép mình nghỉ ngơi một hôm, bắt đầu từ ngày mai trở đi anh sẽ đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt. Chắc chắn con đường này đầy chông gai nhưng sẽ tràn ngập nhiệt huyết. Ngày hôm sau anh ngủ thẳng tới khi tự tỉnh dậy, tinh thần cực kỳ no đủ, sau khi vào toilet rửa mặt đi xuống lầu thì phát hiện Độc Cô Vô Tình đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, đang chờ anh ăn cùng. Ăn sáng xong, Dương Bách Xuyên ra ngoài, anh không dẫn Độc Cô Vô Tình theo, dặn cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Với tính tình của Độc Cô Vô Tình, đối phương sẽ không hỏi nhiều. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên cũng xuống mật thất dặn ba người Kiều Phúc, anh muốn ra ngoài vài ngày. Giao biệt thự và hai linh thú lại cho bọn họ chăm sóc. Xe chạy khỏi biệt thự Lê Sơn, Dương Bách Xuyên dừng xe ở ven đường, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Mộ Sinh.
muốn đi diệt trừ phân khu Tây Bắc của tổ chức sát thủ Xương Hoa, đầu tiên phải biết hang ổ người ta nằm ở đâu. Vương Mộ Sinh có thể cung cấp manh mối cho anh, bởi vì trước đó đắc tội nhà họ Mã ở Tây Bắc, Vương Mộ Sinh làm chỗ dựa cho anh, còn bảo sẽ đến đó chào hỏi, trong giọng nói còn xen lẫn vài tia khinh thường. Chuyện này làm cho Dương Bách Xuyên tin tưởng, chắc chắn Vương Mộ Sinh biết rõ phân khu Tây Bắc của Xương Hoa nằm ở chỗ nào. Nhà họ Vương là người của quân đội Hoa Hạ, Dương Bách Xuyên tin quốc gia sẽ có quản giáo với những tổ chức này. Điện thoại kêu ba tiếng, tiếng cười phóng khoáng của Vương Mộ Sinh vang lên, cháu trai, sao lại gọi điện cho chú thế? Khi nào cháu đến Yên Kinh đấy? Dương Bách Xuyên hơi lúng túng ậm ừ, hiện tại anh chưa có ý định đến Yên Kinh. Hàn huyên mấy câu chuyện này thì đi thẳng vào vấn đề, chú Vương, chú biết phân khu Tây Bắc của tổ chức sát thủ Xương Hoa nằm ở đâu không? Ở đầu dây bên kia, Vương Mộ Sinh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì giật cả mình, lập tức nghiêm túc hỏi, nhóc Xuyên, cháu đắc tội người của Xương Hoa à? Không có đâu ạ, cháu được nghe về Xương Hoa nên hỏi chú thử thôi. Dương Bách Xuyên trả lời lấp lửng. Vương Mộ Sinh trầm giọng đáp, nếu là vậy thì cháu hỏi đúng người rồi. Nhưng chú nhắc nhở cháu đừng gây xung đột chính diện với tổ chức Xương Hoa đấy. Đây là một tổ chức sát thủ được thành lập bởi võ cổ giả, thế lực của nó trải rộng toàn cầu. Nghe đồn những người thành lập tổ chức Xương Hoa cũng là người Trung Quốc, bắt nguồn từ thời Dân Quốc, cuối nhà Thanh. Nhưng không ai biết rằng cụ thể hơn, tổ chức Xương Hoa ở Trung Quốc chúng ta có 4 chi nhánh lớn ở các hướng Đông Tây Nam Bắc, là cục nhỏ tồn tại từ đó đến tận bây giờ. Tuy nhiên, vì đây là tổ chức sát thủ do một võ cổ giả sáng lập nên cũng không tiện nhúng tay, trước giờ chúng ta luôn giám sát chúng. Nghe Vương Mộ Sinh kể xong, Dương Bách Xuyên xem như đã hiểu, anh cũng rất e ngại các chi nhánh ở Trung Quốc của tổ chức Xương Hoa. Dù sao đó là tổ chức của võ cổ giả chứ chẳng phải tổ chức thông thường gì. Khi nghe Vương Mộ Sinh ví tổ chức Xương Hoa như ung nhọt, chút nhân từ cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên đã biến mất. Anh nhanh chóng hỏi. Vậy chú Vương có biết chi nhánh phía Tây Bắc của Xương Hoa nằm ở đâu không ạ? Nhóc Xuyên, chú Vương xem cháu như con ruột, mặc dù chú biết cháu là võ cổ giả, nắm giữ nhiều thủ đoạn siêu phàm nhưng chú vẫn phải khuyên cháu đừng động chạm gì tới tổ chức Xương Hoa. Tổ chức này quá hùng mạnh, chúng ta mà không nắm chắc 100% thì không thể ra tay. Vương Mộ Sinh chân thành khuyên nhủ. Dương Bách Xuyên cười ha ha, chú Vương nghĩ nhiều rồi. Thôi để cháu nói luôn. Người hỏi thăm về tổ chức Xương Hoa là một trưởng bối trong sư môn cháu chứ không phải cháu đâu nên chú cứ yên tâm, cháu sẽ không tới đó đâu ạ. Để Vương Mộ Sinh không lo lắng, Dương Bách Xuyên nói dối, lấy một người ở sư môn vô hình ra làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên Vương Mộ Sinh lại tin vì trước đây Dương Bách Xuyên từng nói rằng anh có sư phụ, còn có sư môn hay không thì dù không nói nhưng hầu hết những bí pháp được truyền lại của võ cổ giả Trung Quốc đều có căn cơ, sao lại không có sư môn được. Ông ta bèn nói vào điện thoại, được, nếu thế thì chú sẽ cho cháu biết. Địa bàn phía Tây Bắc của tổ chức Xương Hoa nằm ở cao nguyên đất Hoàng giữa vùng tiếp giáp của tỉnh Thanh và tỉnh Cam. Những năm qua, bộ phận tình báo của bọn chú chỉ tìm được phương hướng đại khái chứ không biết địa điểm cụ thể. Do cách đây 300 dặm về phía đông nam của hai tỉnh là thôn làng của những ngôi nhà dưới lòng đất, lát nữa chú gửi bản đồ qua cho cháu. Dương Bách Xuyên trò chuyện thêm dăm ba câu với Vương Mộ Sinh rồi cúp máy, không lâu sau quả nhiên nhận được tin nhắn đính kèm bản đồ. Thầm cười khẩy trong bụng, anh xuất phát đến khu vực biên giới của tỉnh Thanh và tỉnh Cam ngay. Sau chuyến tàu cao tốc đi thẳng một mạch đến 4 giờ chiều, anh đã đến một thị trấn nhỏ ở biên giới hai tỉnh tên là Cao Nguyên. Nơi đây vô cùng xa xôi, đồi núi cao vời vợi cùng đất đỏ ba gian trải dài không thấy cuối mang một vẻ đẹp đặc trưng. Sau khi mua một ít vật dụng sinh hoạt tại thị trấn, Dương Bách Xuyên gửi xe ở xưởng sửa xe trong trấn rồi tiến về phía đông nam như một khách du lịch với ba lô trên lưng. Theo lời Vương Mộ Sinh, phía đông của thị trấn nhỏ này có hơn 10 ngôi nhà dưới lòng đất từ lớn đến nhỏ, chi nhánh Tây Bắc của tổ chức Xương Hoa tọa lạc tại ngôi làng này. Có điều phần lớn những ngôi nhà ấy đã bị bỏ hoang, không có người ở, nhà ở được không được mấy căn nên không khó tìm, chỉ là không biết chúng ẩn náu ở ngôi nhà nào thôi. Dương Bách Xuyên từng thấy nhà dưới lòng đất trong sách lịch sử. Đó là đào một cái hố sâu dưới lòng đất để xây nhà, có tên là Địa Khanh Viện hay còn gọi là Thiên Tỉnh Viện, dù là gọi bằng tên nào cũng vô cùng gợi hình, vì từ mặt đất đào xuống 6-7 mét thành hố khanh còn đào xong, nhìn lên thì gọi là giếng trời Thiên Tỉnh.
Nhà dưới lòng đất là kiểu nhà ở được nghiên cứu ra bởi tổ tiên do 4.000 năm trước không có nhà để ở, sinh sống khó khăn. Mô hình khu dân cư sống trong hang động này là mô hình độc nhất vô nhị trên thế giới. Hiện nay, chỉ có Hà Nam, Sơn Tây còn bảo tồn được nguyên vẹn kỳ quan những ngôi nhà dưới lòng đất này, đến nay nó đã trở thành làng du lịch đậm đà bản sắc văn hóa. Không ngờ phía Tây Bắc vẫn còn sót lại một thôn làng dưới lòng đất, càng ngạc nhiên hơn khi tổ chức Sương Hoa lại chọn một nơi thế này làm hang ổ, thật là khó hiểu. Theo lời kể của Vương Mộ Sinh, sào huyệt của chi nhánh Tây Bắc của Sương Hoa nằm tại làng dưới lòng đất còn sót lại kia, nhưng cụ thể ở đâu thì chưa có thông tin rõ ràng. Dương Bách Xuyên lại tin rằng mình có thể tìm được, vì khí huyết mạnh mẽ của võ cổ giả không thoát được mắt anh. Tu chân giả có khả năng cảm ứng vô cùng bén nhạy, thị lực cũng không hề kém cạnh, nhất là sau khi có linh thức, do đó nếu chỉ là tìm nơi có người ở thì hắn vẫn làm được. Khoảng chừng 2 tiếng sau, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã thấy làng dưới lòng đất đầu tiên. Đứng trên một gò đất nhìn lên, có thể thấy nơi đây chỉ có 7-8 ngôi nhà dưới lòng đất vuông vức. Anh đến gần mới phát hiện nơi này đã tan hoang, không hề có dấu hiệu sống, có lẽ thôn làng này đã di cư từ rất sớm. Dọc đường đi, một số ngôi nhà được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Bình thường mất khoảng 3 năm để xây xong một ngôi nhà dưới lòng đất nhưng một khi xây xong sẽ ở được ít nhất 6 thế hệ và thời gian bảo tồn có thể lên đến hàng trăm năm. Công trình nhà dưới lòng đất là tinh hoa của nền văn minh của tổ tiên Trung Quốc. Nhà hầm này đông ấm hè mát. Còn có tên gọi khác là Tứ Hợp Viện phía Bắc, rất được chú trọng về kiến trúc xây dựng. Toàn bộ ngôi nhà có hình vuông, đứng trong nhà nhìn lên sẽ như giếng trời, hòa hợp với tự nhiên. Tất nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa phòng chính và phòng phụ, phòng chính nhất định phải xây tựa vào núi, cửa hang chiếm một mặt, bên trái phòng chính là phòng khách, bên phải là nhà bếp. Nếu nhìn lên từ trên mặt đất thì chỉ thấy cây cối chứ không thấy nhà. Người ta sinh sống dưới lòng đất từ đời này sang đời khác, vô hình chung đã hình thành phong tục. Làng đầu tiên vắng hoang, Dương Bách Xuyên đi xuống tiếp, làng thứ hai thứ ba cũng không một bóng người, rất nhiều nhà hàng trên đường anh đi qua đã bị sụp đổ. Cuối cùng, anh đã phát hiện có người sống ở phía sau 4 nhà hầm ở làng thứ 8. Khoảng chừng 5-6 hộ gia đình đang trú ngụ ở đây, trong nhà toàn là người già neo đơn. Dương Bách Xuyên không phát hiện sự tồn tại của võ cổ giả trong thôn này, điều này làm anh vô cùng phiền não. Ăn cơm tại nhà của một ông cụ xong, trước khi đi Dương Bách Xuyên để lại 1.000 đồng mà mình có cho hai người già, nhân tiện hỏi thăm về tình hình ở thế hệ làng dưới lòng đất này. Cụ ông bảo Dương Bách Xuyên đừng đi tiếp nữa, bởi dù phía trước có nhà dưới lòng đất nhưng đều đã chuyển đi cách đây mấy chục năm vì không đủ nguồn nước. Nơi đó không còn một ai. Đi tiếp thì sẽ ra khỏi địa phận tỉnh Cam và tiến vào tỉnh Thanh. Nhưng ông cụ lại cho Dương Bách Xuyên hay nếu anh muốn tìm hiểu phong tục tập quán thì có thể đi tiếp 40 dặm. Trước đây, ở đó có một kênh rạch tương đối bằng phẳng, là nơi ở của một toán cướp vào thời chiến tranh loạn lạc, có một ngôi nhà dưới lòng đất cũng gọi là còn nguyên vẹn ở đó. Tuy nhiên, hồi xưa giải phóng quân diệt trừ phiến loạn đã đánh chết một số lượng lớn trộm cướp tại đó nên bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Dân bản xứ như họ cũng không ai dám tới gần sông ngòi đó. Dương Bách Xuyên nói với cụ ông rằng mình là người đam mê nghiên cứu văn hóa nhà hầm, tới đây chuyên để tìm hiểu phong tục tập quán tại nơi này. Ông ấy bèn đáp rằng sông ngòi từng bị bọn cướp ở thì làm gì có nhà dưới lòng đất còn nguyên vẹn. Khi nghe thấy tin này, tim Dương Bách Xuyên chợt hẫng một nhịp. Nếu như tổ chức sát thủ muốn ẩn nấp thì có lẽ hang trộm tặc mà người già đề cập đến chính là địa điểm tốt nhất. Anh lập tức chào tạm biệt ông cụ và chạy tới sông ngòi. Với tốc độ của anh, quãng đường dài 40 dặm chỉ đi hết trong vòng chưa đến nửa tiếng. Lúc này, trời đã vào hoàng hôn, một thung lũng hiện ra trước mắt Dương Bách Xuyên. Nhìn từ xa, trông nó thật sự rất giống khe núi đổ nước ra sông lớn không biết cách đây bao nhiêu năm, quả đúng với cách gọi thung lũng sông của nó. Ngọn núi cao màu vàng cam của đất đỏ Ba Gian hai bên thung lũng cao mấy chục mét. Chất đất cũng đặc hơn những nơi khác rất nhiều, vô cùng khô ráo và cứng rắn, là tính chất đất phù hợp cho việc đào đất xây nhà hầm. Lúc đi vào thung lũng, một cơn gió thổi đến, Dương Bách Xuyên khẽ ngửi, không ngờ lại ngửi thấy mùi khói dầu truyền đến từ cơn gió thoảng. Tâm trạng anh trở nên mừng rỡ, có mùi khói dầu, chắc chắn là có người rồi. Theo lời ông cụ, hàng chục năm trước nơi này đã có giải phóng quân diệt trừ trộm tặc, giết chết mấy trăm người dẫn tới sát khí nặng nề.
lạnh lẽo nên người địa phương bọn họ đều không dám tới đây. Nhưng giờ đây anh lại ngửi thấy mùi khói dầu, điều này chứng tỏ có người ở đây, mà dám ở đây thì tất nhiên không phải người bình thường, 89 phần 10 là hang ổ phía tây bắc của tổ chức sát thủ Xương Hoa. Lấy kiếm đầu long trên lưng xuống cầm trên tay, anh thoăn thoắt tiên sâu vào thung lũng sông. Đi được 500 mét, Dương Bách Xuyên nhìn thấy có ba căn nhà rộng rãi lay lắt ánh đèn. Để đề phòng bất trắc, anh lặng lẽ quan sát bốn phía. Gần đó còn có mấy ngôi nhà nhưng đều đã bị bỏ hoang, chỉ có ba ngôi nhà trước mắt là sáng đèn và có người ở. Sau khi tìm được cửa hang của một căn nhà hầm trong đó, Dương Bách Xuyên đi xuống đồng thời giải phóng linh thức. Lúc đi được 3 mét, linh thức 9 mét phát hiện có người ở phía bên kia cửa hang, vừa thấy rõ đó là gì bằng linh thức thì anh đã sợ hãi giật mình. May mà có linh thức, không ngờ bọn chúng lại có súng. Thầm chửi vài câu trong lòng, Dương Bách Xuyên áp sát vào cửa hang chậm rãi tiếp cận kẻ đang cầm súng. Dương Bách Xuyên phát hiện linh thức chính là radar quanh người, trong phạm vi 9 mét, tất cả đều hiện rõ mồn một. Sau cổng tò vò có người đang núp, trong tay cầm súng. Đối phương không hề phát hiện anh đang tới gần. Điều này khiến anh đứng ở thế bất bại. Anh lặng yên tiến lại gần, 300 mét, 200 mét, 100 mét. Một giây sau, bóng dáng của Dương Bách Xuyên giống như quỷ mị bất ngờ hiện ra, tung một quyền thẳng vào ngực người kia. Đối phương chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau đớn đã ngã xuống dưới, một kích toi mạng. Dương Bách Xuyên lập tức lôi hắn ta tới nơi âm u hẻo lánh, tiếp tục đi về phía trước. Cổng vào làng dưới lòng đất rất quan trọng, cao chừng hơn 10 mét, trên đỉnh dùng đèn điện đời cũ chiếu sáng, tầm nhìn vẫn rất rõ ràng, nền sân được phủ kín bằng một loại đá màu xanh có tuổi đời khá dài. Lúc bước tới cửa vào làng dưới lòng đất, Dương Bách Xuyên đột nhiên bị giật mình. Anh phát hiện tại cửa ra vào có hai cái bức tượng đá cao hơn 1 mét đứng canh. Dưới tình huống bình thường chỉ cần một bức là đủ, hơn nữa kích cỡ thường rất nhỏ. Không ngờ ở nơi đây đều cao hơn 1 mét, nhìn qua khá dọa người. Nơi này là nơi ở của hạng trộm cướp, nghĩ lại cũng thấy bình thường, kỳ quái hơn chỗ ở của người thường cũng không có gì phải ngạc nhiên. Sau khi tiến vào sân nhỏ, đập vào mắt là tứ hợp viện, trong hầm có ánh đèn, Dương Bách Xuyên chậm rãi nhích lại gần, tới cửa ra thì thả linh thức xem xét các loại tình huống bên trong. Không nghĩ tới hình ảnh truyền tới trong linh thức lại khiến anh miệng đắng lưỡi khô, cảm giác vô cùng ghét bỏ. Trên chiếc giường đất cực lớn dưới hầm trú ẩn, hai cơ thể bóng loáng của một nam một nữ không ngừng quấn lấy nhau. Được rồi, Dương Bách Xuyên xem như bản thân tạm thời bị mù. Anh chỉ không ngờ, nam lại là một ông già nhìn qua đã hơn 70-80 tuổi, da rẻ nhăn nhúm, nữ ngược lại nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng cũng hơn 30 rồi. Linh thức anh nhìn thấy ông già kia đang nằm đè lên người phụ nữ, sắc mặt hơi co rút. Dường như một giây sau sẽ tắt thở khiến Dương Bách Xuyên toát mồ hôi thay ông ta. Có điều nhìn qua tuy trong mắt ông già này vẫn đục, con người nhiều lòng trắng nhưng linh thức của Dương Bách Xuyên lại phát hiện ông ta là một cao thủ ám kình tầng 8. Hơi thở còn mạnh hơn cả Trần Bách Vạn, khá tương tự với Độc Cô Vô Tình, hẳn là cường giả ám kình tầng 8 đỉnh phong. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên, thầm than nơi đây nhất định là phân khu Tây Bắc của Xương Hoa. Mà người phụ nữ kia cũng là ám kình tầng 3, cộng thêm cổ võ giả cầm súng tại cổng vào khiến Dương Bách Xuyên hơi áp lực, nghĩ nơi đây cũng không đơn giản. Lúc này cơ thể ông già trong linh thức bỗng nhiên run rẩy, một giây sau ngã xuống trên người cô ta như một quả bóng bị xì hơi. Dương Bách Xuyên thầm xem thường, hóa ra chỉ có 3 giây. Ước chừng qua vài giây, người phụ nữ đẩy đầu ông già ra, bực bội nói, tên mù lòa chết tiệt, lần nào cũng nhanh như vậy. Được rồi, mau mặc quần áo vào đi, Trần Bách Vạn kêu tôi gọi ông tới bàn chuyện, đừng trễ giờ làm anh ta hoài nghi. Nói xong, người phụ nữ mặc vào quần áo. Một màn này thu hết vào trong linh thức của Dương Bách Xuyên, ông già kia không được nhưng người phụ nữ lại nằm ngoài dự đoán, cặp tuyết lê căng tròn, trắng nõn như tuyết. Nghe thấy người phụ nữ chửi bới lão già mù lòa đáng chết, Dương Bách Xuyên cười nhủ thế mà lại mù thật. Lúc này... Chỉ nghe thấy lão già mù cười sằng sặc, vỗ một phát lên mông người phụ nữ, chê tôi không còn dùng được mà cô vẫn tới à. Bên cạnh Trần Bách Vạn vô số phụ nữ, quanh năm suốt tháng chẳng đụng vào đồ lẳng lơ nhà cô được mấy lần, còn không phải dựa vào ông đây đút no à, khặc khặc. Đáng ghét người phụ nữ quyến rũ ỏn ẻn một tiếng.
đợi lão hạt tử mặc quần áo tử tế, hai người chuẩn bị rời đi. Dương Bách Xuyên nghe rõ, hẳn là Trần Bách Vạn sai người phụ nữ tới gọi lão hạt tử đi bàn chuyện. Thấy hai người bọn họ sắp ra ngoài, Dương Bách Xuyên vội vàng né sang một bên. Anh vừa rời bước chân đã phát hiện lão hạt tử mở một cánh cửa phía trong tủ quần áo ra, sau đó hai người một trước một sau đi vào. Cửa ngầm. Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy mừng rỡ, ghi chép có nói cửa ngầm chỉ tồn tại ở nơi ở của giặc cướp, hiện tại lại thấy cũng bình thường. Đám trộm cướp luôn sợ quan binh tiêu diệt, bên dưới làng dưới lòng đất có đào mật thất cũng bình thường, thuận tiện chạy trốn. Ước chừng qua tầm 10 giây sau, Dương Bách Xuyên mới lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Mở ra tủ quần áo, quả nhiên nhìn thấy một lối vào cao tầm 1m6. Anh thả linh thức kiểm tra một phen, phát hiện bên trong không có bất kỳ âm thanh gì mới đi vào. Sau khi đi vào, đường hầm cao đến 2m, có thể thẳng lưng, bên trong còn có đèn điện chiếu sáng. Tiếp tục đi về phía trước lại gặp lối rẽ, là một ngã tư. Dưới này giống y như một tấm mạng nhện. Anh khẽ mắng một câu, cũng không biết lúc nãy lão hạt tử và người phụ nữ kia đi con đường nào. Chẳng qua Dương Bách Xuyên nghe thấy bọn họ nhắc đến Trần Bách Vạn, nhất định phải đi theo bọn họ mới được, sau đó mới có thể tìm tới Trần Bách Vạn. Anh nhìn vách tường muốn tìm xem có dấu vết nào không nhưng lại buồn bực nhận ra, vách tường đều lát đá xanh, hơn nữa đều không nhiễm bụi đất, nhìn qua là biết thường xuyên có người quét dọn, dưới đất cũng không thấy dấu chân. Linh thức 9 mét cũng không tra được tung tích hai người kia, ngược lại cảm giác dưới đây giống như một cái mê cung, khắp nơi đều có lối rẽ. Hết cách, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chọn đại một hướng xuống tìm kiếm. Tuy nhiên đi gần nửa tiếng đồng hồ, thế mà anh vẫn còn không tìm được đường ra. Cuối cùng anh cho ra một kết luận rất lúng túng, anh bị lạc bên trong mê cung rồi. Hiện tại Dương Bách Xuyên phát hiện căn mật thất dưới đất này không đơn giản. Không bàn mà lại tương ứng với bát quái, chính là một mê cung. Đi hơn nửa giờ, cảnh tượng gần như giống hệt nhau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mật thất, nhưng không có người tồn tại. Sau khi phát hiện điểm đặc biệt của mê cung, Dương Bách Xuyên không mù quáng đi loạn bốn phía, chút ngũ hành bát quái này không làm khó được anh. Anh đứng im tại chỗ nhắm mắt, nước tới chân mới nhảy tìm tòi kiến thức về phương diện này trong ký ức sư phụ truyền thừa. Mấy phút đồng hồ sau, anh mở hai mắt ra. Nhếch miệng cười cười. Bước về phía trước bên trái 8 bước, rồi sau đó lại đi 8 bước về phía bên phải, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng sau 5 phút, trong tai đột nhiên nghe thấy có âm thanh vang lên. Cẩn thận lắng nghe, có tiếng khóc của phụ nữ và tiếng cười đùa của đàn ông, hơn nữa số lượng còn không ít. Dương Bách Xuyên lập tức đi theo nơi truyền đến âm thanh tìm kiếm. Lại đi hơn 20 phút, cuối cùng anh cũng tới một cái sảnh lớn. Phía trước cũng được thắp sáng bằng đèn. Không thể không nói, toàn bộ mật thất không khác gì một thị trấn vô nhỏ, diện tích cực lớn. Anh lén lút đi qua nhìn, trong tầm mắt xuất hiện một nhà giam, hơn nữa cửa vào còn được làm từ một loại gỗ đen kịt. Dương Bách Xuyên biết loại gỗ này, nhà giam thời cổ đại thường sử dụng nó, nhúng thanh gỗ cứng rắn xuống nước thuốc đặc biệt, ngâm ít nhất nửa năm trở lên là có thể sinh ra phản ứng hóa học, trở nên cứng hơn cả thiết. Anh đứng tại cửa ra vào, dùng linh thức liếc nhìn tình huống bên trong. Có ba cái cổ võ giả ám kình tầng 2 đang ngồi trong sảnh uống rượu, trên bàn đặt súng tiểu liên, chắc đang làm nhiệm vụ cản giữ. Mà tại một góc hẻo lánh trong nhà giam đang giam giữ 7-8 cô gái, liếc qua nhỏ nhất là 15-16 tuổi, lớn nhất hơn 20 tuổi, tay chân mỗi người đều bị khóa sắt khóa lại. Trọng điểm là tất cả những cô gái này đều là cổ võ giả. Không có một ai là người bình thường. Đây là nhà giam lớn, bên cạnh còn có một căn nhỏ hơn, chừng 10 mét vuông, bên trong đang diễn một màn khiến khóe miệng Dương Bách Xuyên co rút một trận. Căn phòng nhỏ này giam giữ hai cô gái, cả hai đều bị trói tại trên cây thập tự bằng gỗ, quần áo rách dưới. Tuổi chừng 25-26 tuổi là ám kình tầng 4, nhỏ hơn tầm 18-19 là ám kình tầng 3. Một người đàn ông ám kình tầng 5 cầm roi ra quất lên người cô gái lớn tuổi hơn. Chát! A! À. Roi ra quất vào trên người cô gái phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiếng kêu thảm thiết của cô gái không ngừng vang lên. Nói hay không, sắc mặt người đàn ông trung niên ám kình tầng 5 vô cùng dữ tợn, chát chát chát. A! À.
Cô gái bị đánh kêu thảm thiết, nhưng lại không hề lên tiếng. Dương Bách Xuyên đoán, hình như gã đàn ông ám kình tầng 5 kia muốn biết cái gì từ trong miệng cô gái thì phải. Lại đánh thêm vài roi, cô gái ngất xỉu. Lúc này gã đàn ông rời mắt về phía cô gái 18-19 bên cạnh, chị mày không nói thì mày tới, chỉ cần mày nói cho tao biết năm đó tổ tiên nhà mày giấu bảo tàng ở chỗ nào, bọn tao sẽ tha cho hai chị em bọn mày, thế nào? Hay là muốn ra thịt chịu đau? Cô gái 18-19 tuổi nhìn người đàn ông trung niên, mặt không đổi sắc nói, đừng nói chúng tôi không biết, cho dù biết thật thì ông nghĩ bọn tôi sẽ nói ra à? Chỉ e hai chị em chúng tôi càng chết nhanh hơn mà thôi. Dương Bách Xuyên nghe thấy hai chữ kho báu, lỗ tai liền dựng thẳng lên. Bây giờ anh đang nhìn thấy, một đôi chị em bị tra hỏi này, có lẽ là tổ tiên có kho báu gì đó mới bị người của Sương Hoa chú ý đến. Chỉ là không biết, nếu như hai người đó là võ cổ giả thì làm sao có thể bị bắt được. Đối với một cô gái nhỏ tuổi hơn anh mà lại có thể bình tĩnh được khiến cho Dương Bách Xuyên bội phục, lời nói của cô ta rất chính xác, tư duy cũng rất rõ ràng. Quả thật, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, nếu như hai chị em này không đáng tin cậy mà nói ra cái kho báu tổ tiên gì đó, vậy thì các cô cũng sẽ không có giá trị lợi dụng, thứ đang chờ đợi hai người là một con đường chết. Còn không nói ra, tuy rằng tạm thời ra thịt sẽ phải chịu chút khổ, nhưng ít nhất cái mạng nhỏ vẫn có thể giữ được. Dương Bách Xuyên nghe được người trung niên nói, kho báu được nhà cô giấu ở nơi này. Hai thông điệp quan trọng được thể hiện trong lời tuyên bố này. Thứ nhất, rất có thể, hai chị em này là tên cướp. Thứ hai, trên cơ sở điều thứ nhất, những tên cướp này đã giấu kho báu ở đây vào vài năm trước. Về phần kho báu gì, Dương Bách Xuyên nghĩ đến chắc chắn sẽ không đơn giản. Bởi vì bất kể là hai chị em này bị bắt cóc hay là sát thủ Sương Hoa, đều là võ cổ giả. Kho báu có thể được võ cổ giả coi trọng, phải là số lượng lớn đến mức kinh người, còn nếu là tiền tài bình thường. Dương Bách Xuyên nghĩ ngay cả tổ chức Sương Hoa còn có thể còn chướng mắt. Hoặc là trong kho báu chắc chắn có thứ gì đó khiến cho võ cổ giả cảm thấy hứng thú hoặc là nó có lợi ích đối với võ cổ giả. Kể từ ngày đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú. Hôm nay gặp phải những cô gái bị sát thủ Sương Hoa giam giữ ở chỗ này, anh sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Nhưng bây giờ, trước tiên không nên vội vàng, nghe kết quả rồi nói sau. Nếu có thể chia một chén canh cũng không tệ đúng không? Chỉ nghe thấy người trung niên hừ lạnh, nói, hừ, Khư Vân, đừng quên chị em hai người là được tổ chức nuôi dưỡng lớn lên, chẳng lẽ ơn dưỡng dục của tổ chức còn kém so với kho báu của nhà hai cô sao? Ha ha ha, cô gái được gọi là Khư Vân cười thê thảm, tổ chức. Ha ha, sao có thể, nếu như ông giết Trần Bách Vạn, hủy diệt Sương Hoa thì chị em chúng tôi sẽ nói cho các người biết kho báu của nhà chúng tôi ở đâu, ha ha. Khư Vân điên khùng cười khổ, đúng như người trung niên nói, từ nhỏ cô và chị của cô đã được tổ chức Sương Hoa nhận nuôi, từ năm 3 tuổi đã tiến cửa của tổ chức Sương Hoa ở Tây Bắc, 12 tuổi bị Trần Bách Vạn đưa ra khỏi biên giới và đưa vào căn cứ sát thủ Sương Hoa ở nước ngoài. Từng bước chật vật sống sót với chị gái của mình, 10 ngày trước khi về nước, lại trở về cửa khẩu Tây Bắc lần nữa, nhưng cũng đúng vào 10 ngày trước hai chị em cô cũng đã phát hiện ra bí mật về việc bồi dưỡng sát thủ của Trần Bách Vạn. Bí mật này là do lão người mù trấn giữ, phục vụ Sương Hoa nói cho hai người chị em cô, là bí mật về thân thế của hai chị em. Trong trí nhớ khi còn bé, nhà các cô bị cháy, ba mẹ đều bị thiêu chết trong biển lửa, kết quả điều tra chính thức là tự nhiên bốc cháy. Năm đó cô và chị gái mình ở trường mẫu giáo mới có thể tránh được một kiếp, sau đó được Trần Bách Vạn nhận nuôi. Hai chị em vẫn luôn coi Trần Bách Vạn là ân nhân, tuy rằng bồi dưỡng bọn họ thành sát thủ. Nhưng lại cho một con đường sống. Nhưng lão người mù lại nói, năm đó trận hỏa hoạn của nhà hai người chính là do Trần Bách Vạn sai người tìm kiếm kho báu của tổ tiên nhà họ Khư mà thiêu chết cả nhà. Về chuyện tổ tiên để lại kho báu, Khư Vân cũng không biết, nhưng chị gái cô lại từng nói qua, thật sự là có việc này, bởi vì ông cố của bọn họ chính là thổ phỉ ở thung lũng khe sông, năm đó quân giải phóng bị tiêu diệt, ông cố thoát khỏi một kiếp nạn. Trước khi chết đã nói ra chuyện có một khoản kho báu từ lúc làm thổ phỉ ở để ở Hà Câu Cốc cho ba của hai người biết. Cũng không biết là bằng cách nào Trần Bách Vạn lại có được tin tức này, đến tra hỏi ba mẹ cô chuyện kho báu, cuối cùng là Trần Bách Vạn phóng hỏa đốt nhà các cô, thiêu chết ba mẹ. Cũng là về sau,
Trần Bách Vạn, đường chủ của Sương Hoa ở khu Tây Bắc này xây dựng căn cứ ở thung lũng, chính là vì tìm kiếm kho báu chôn ở nơi này, chỉ tiếc nhiều năm như vậy, anh ta vẫn không tìm được manh mối. Đáng hận chính là sau khi Trần Bách Vạn thiêu chết ba mẹ các cô, còn nhận nuôi hai chị em cô và bồi dưỡng thành sát thủ. Những năm gần đây các cô vẫn luôn chẳng hay biết gì, còn coi Trần Bách Vạn là ân nhân. Sau khi trở về từ nước ngoài, Trần Bách Vạn thường xuyên tìm chị em họ nói chuyện phiếm, nghe ngóng một số chuyện trong nhà, có nhớ khi còn bé người nhà đã kể cho các cô nghe chuyện gì hay không. Lúc ấy cô còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại nghĩ đến chính là đang muốn tìm manh mối. Chị gái nói với cô, chuyện tổ tiên để lại kho báu chỉ là một câu chuyện, hoàn toàn không có chuyện đó. Mà lão người mù nói cho hai chị em bọn họ những chuyện này, là bởi vì lão người mù không ưa Trần Bách Vạn, chính vì thế chỉ đơn giản là muốn làm cho Trần Bách Vạn gặp thêm rắc rối. Đối với việc này, lúc đầu hai chị em cô không tin, sau đó lão người mù lấy ra quyển nhật ký chép tay của Trần Bách Vạn mấy năm nay khi nhận nuôi cô nhi bồi dưỡng sát thủ thì hai chị em cô đã tin. Mặc dù biết rõ là lão người mù đang lợi dụng chị em các cô, nhưng thù của ba mẹ sao có thể không báo. 10 ngày trước, hai chị em đã tỉ mỉ bày mưu tính kế ám sát Trần Bách Vạn, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn, hơn nữa Trần Bách Vạn là người cẩn thận, cuối cùng sự việc thất bại, ngược lại còn bị bắt giữ. Không nể mặt mũi dày nữa, Trần Bách Vạn dứt khoát thừa nhận chuyện năm đó đã phóng hỏa thiêu chết ba mẹ, hơn nữa còn dùng nghiêm hình tra tấn để cho hai người các cô nói ra chỗ của kho báu. Nhưng cô một chút cũng không biết, chị gái cô cũng chưa từng nhắc tới manh mối gì liên quan đến kho báu, chỉ có mỗi một lần như vậy. Hiện tại, các cô hận không thể băm xương của Trần Bách Vạn ra thành tro, diệt trừ tổ chức Sương Hoa, làm sao còn có thể nói ra tung tích của kho báu, huống chi các cô còn không biết. Đã chuẩn bị tốt cho cái chết, Khư Vân và chị gái Khư Vũ chỉ hy vọng có thể chết một cách thoải mái. Đối mặt với việc bị bắt cóc cũng không có sợ hãi chút nào, căn bản sát thủ ở nước ngoài đều đi ra từ luyện ngục, huống chi loại khổ sở về da thịt này, nhiều nhất cũng chỉ kêu 2 tiếng. Chỉ là chị gái đáng thương của cô không thể chết, chết đối với chị ấy là thứ giải thoát. Mấy ngày nay, đối tượng tra tấn của ba người này chủ yếu tra tấn là chị gái cô, về phần cô thì Trần Bách Vạn đã hạ lệnh không tra tấn, bởi vì ông già kia muốn chiếm hữu cô. Nhưng mà, cho dù cô phải cắn lưỡi tự sát cũng sẽ không theo ông ta. Người đàn ông trung niên âm ngoan nói, nếu không phải đường chủ dặn dò thì ông đây đã sớm làm hai chị em các cô rồi, cho cô một cơ hội. Nói ra chỗ của kho báu, nếu không ông đây sẽ giết chị gái của cô trước, sau đó lại đến lượt cô. Ha ha, ông thử xem vẻ mặt Khư Vân đầy châm chọc, cô là sát thủ, tính cách được mài giũa đã vượt ra khỏi phạm vi người thường từ căn cứ sát thủ, đối với những chuyện này nhìn rất nhạt. Hơn nữa cô cũng biết, tóm lại cũng không tránh thoát khỏi cái chết, hiện giờ lại không có bất kỳ lực phản kháng nào, chính là thịt cá trên thớt. Đấu võ mồm với tên đàn ông trung niên này cũng không hề có ý nghĩa gì, cho nên nói ra một câu như vậy. Nhưng mà lại làm cho người trung niên kia nghẹn lời, không biết làm sao tiếp tục, quả nhiên là chó cắn nhím, không biết làm sao mở miệng, ngay lập tức cả người hắn ta tức giận đến phát run, giơ roi quất xuống chị gái Khư Vân đã hôn mê. Dương Bách Xuyên trốn ở bên ngoài quan sát cũng nhìn thấy, khi người đàn ông trung niên nhân đánh chị gái của Khư Vân, ánh mắt của cô mơ hồ rơi lệ. Thân thể khẽ run rẩy, chỉ là không khóc thành tiếng. Tuy rằng cô là sát thủ nhưng cũng là người sẽ có tình cảm, làm sao có thể không lo lắng cho chị gái ruột của mình, chẳng qua là biết đấu võ mồm và phản kháng cũng vô dụng, không muốn nói nhiều mà thôi. Dương Bách Xuyên thở dài, vẫn nên cứu người thôi, khí tức của cô gái kia rất yếu, đánh tiếp thì thật sự sẽ bị đánh chết. Sau khi nói thầm xong, anh siết chặt kiếm đồ long kiếm, nhảy lên vọt tới. Mục tiêu đầu tiên là ba gã võ cổ giả ám kình tầng 2 đang uống rượu ngoài nhà giam. Đối với võ cổ giả cấp bậc này, chỉ cần không nổ súng về phía anh thì Dương Bách Xuyên có thể mặt đối mặt mà đánh chết. Phụt phụt phụt. Tốc độ nhanh như tia chớp, kiếm đầu long trong tay đã chém lên người ba người, trong nháy mắt ba gã võ cổ ám kình tầng 2 trông coi nhà giam bị Dương Bách Xuyên cắt cổ, cũng không kịp phản ứng. Nhưng mà âm thanh thân thể bọn họ ngã xuống đất lại kinh động đến người trung niên ám kình tầng 5 đang hung hăng đánh cô gái trong nhà giam. Ai? Lúc một tiếng phát ra, Dương Bách Xuyên đã đâm về phía hắn ta. Vẻ mặt người trung niên hoảng sợ,
vội vàng lấy trường tiên trong tay đánh về phía kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên. Hừ! Dương Bách Xuyên hừ lạnh, vận chuyển chân khí một chút, lúc này trường tiên trong tay người trung niên từng tấc đứt gãy, còn uy thế của kiếm đồ long vẫn không giảm mà vẫn như trước đâm vào ngực hắn. Người trung niên kinh hãi không lùi chân, giơ tay lên muốn chộp về phía kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên. A! À. Lại bị Dương Bách Xuyên dùng một kiếm chém đứt bàn tay, kiếm đột nhiên đâm xuyên qua lồng ngực hắn ta, mất mạng ngay lập tức. Một võ cổ giả ám kình tầng 5, nếu là mấy ngày trước, có lẽ còn có thể tránh thoát kiếm đồ long trong tay anh, nhưng hiện tại, giết ám kình tầng 5 cũng không có một chút khó khăn nào. Sau khi thu hồi kiếm, lúc này Dương Bách Xuyên mới vung kiếm chặt đứt dây thừng trói trên người chị em Khưu Vân. Chị ơi, giờ phút này Khưu Vân không kịp cảm ơn Dương Bách Xuyên mà sau khi cởi trói khóc lóc nhào về phía chị gái của cô. Khưu Vân vẫn kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén tận 10 ngày, mỗi một lần cô nhìn thấy chị gái mình bị đánh trong lòng đều vô cùng khó chịu, nhưng cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giờ phút này khi Dương Bách Xuyên xuất hiện giết người cứu người, cuối cùng nội tâm cô cũng không áp chế được tình cảm, nhào lên người chị gái khóc giống. Chị thế nào rồi? Cứ một câu hỏi là nước mắt lại chảy ra. Chị, không sao đâu, Khưu Vũ cười an ủi cô em gái mình, hai chị em đi được đến hôm nay đều phải nương tựa lẫn nhau, đều là chỗ dựa của đối phương. Cô ấy có thể kiên trì nghiêm hình tra tấn 10 ngày, may mà có tố chất thân thể của người tập võ tốt, hơn nữa còn là sát thủ đã trải qua luyện tập cùng với ý chí cũng đã được huấn luyện qua, mới có thể chịu đựng được đến bây giờ. Sau khi an ủi em gái, Khưu Vũ suy yếu nói, đừng khóc, trước tiên cảm ơn ân nhân rồi nói sau. Cuối cùng Khưu Vân cũng phản ứng lại, cảm ơn Dương Bách Xuyên, cảm ơn tiền bối đã cứu giúp, Khưu Vân vô cùng cảm kích. Ở trong mắt chị em các cô, Dương Bách Xuyên có thể dễ dàng chém giết 4 gã canh gác, trong đó người đàn ông trung niên kia còn là ám kình tầng 5, nhân vật có khả năng như này chính là cao nhân tiền bối. Nếu mà nói về sát thủ ám sát, với thủ đoạn của chị em các cô cũng có thể giết chết ám kình tầng 5, thậm chí là võ cổ giả tầng 6, nhưng cũng chỉ là ám sát mà thôi. Nếu như phải đánh chính diện, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Mà thanh niên này lại có thể đột nhiên xuất hiện chém chết 4 gã võ cổ giả ám kình, với thực lực này chỉ sợ là cường giả ám kình cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dương Bách Xuyên nghe được lời cảm ơn, dừng tay nói, không cần cảm ơn, cứu các cô chỉ là thuận tay mà làm. Vừa dứt lời, chị gái Khưu Vũ ho ra một ngụm máu trong ngực Khưu Vân, sắc mặt tái nhợt đỏ bừng. Một lát sau trong mắt cô lại sáng ngời vài phần, sắc mặt cũng có hơi hồng nhuận. Nhìn Dương Bách Xuyên hỏi, xin hỏi tiền bối có thù oán gì với tổ chức Xương Hoa sao? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, trong lòng nói, cô đang nói đùa sao? Không có thù, thì tôi chạy đến đây giết người để làm gì? Nghĩ thì vậy, nhưng anh vẫn gật đầu thừa nhận. Mà ánh mắt Khưu Vũ lại sáng lên, lập tức lại nói với Dương Bách Xuyên, nhìn ra được tiền bối là cao nhân. Người chết Khưu Vũ muốn khẩn cầu tiền bối có thể cứu em gái của tôi ra ngoài, nếu trên đời này có địa phủ để ẩn núp, sau khi chết Khưu Vũ chắc chắn sẽ cầu phúc cho tiền bối. Trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt Khưu Vũ tràn đầy cầu xin và chờ đợi. Tuy rằng từ xưa nay Dương Bách Xuyên không quen biết với chị em nhà họ Khưu, nhưng đối mặt với thỉnh cầu của một người sắp chết anh thật sự là không có cách nào từ chối được. Ở trong linh thức Dương Bách Xuyên đã sớm phát hiện Khưu Vũ sinh cơ tận tán. Cho dù anh có dùng chân khí và đan bồi nguyên cứu người cũng không thể cứu vãn, cho nên không nên lãng phí chân khí. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Khưu Vũ, Dương Bách Xuyên mở miệng nói, được, chỉ cần tôi có thể đi ra ngoài, chắc chắn sẽ cứu cô ấy. Đa tạ tiền bối, dường như Khưu Vũ đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình để cảm ơn, ngay lập tức nhìn về phía em gái Khưu Vân nói, em gái nếu hôm nay có thể đi theo tiền bối ra ngoài. Ngày sau liền đi theo bên cạnh tiền bối làm trâu làm ngựa báo đáp, cũng đừng làm sát thủ nữa, chị em mình sinh ra số phận đã không tốt, tiến vào tổ chức sát thủ, tạo ra không ít nghiệt, về sau phải làm nhiều việc thiện. Chị nhớ khi còn bé ba đã làm một bài thơ cho mẹ, ông thường xuyên luyện chữ bút lông viết bài thơ chỉ có 2 câu, hiện tại chị nhớ tới, còn chưa nói cho em, sau này em phải nhớ kỹ để có thể thanh minh đi mộ đọc lại cho ba mẹ nghe. Tình yêu ở Cửu U biến hóa như nước chảy. Tình yêu là hoa bỉ ngạn cuối bờ bên kia. Cuối cùng giọng nói Khưu Vũ càng ngày càng nhỏ, hơn nữa nói 2 câu thơ cuối cùng, nếu không cẩn thận nghe cũng không nghe thấy,
nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe không dứt một chữ dừng lại ở trong tai, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là một nữ thiếu nữ văn thơ, trước khi chết còn nhắc tới hai câu thơ, nhưng mà nhìn như thế nào cũng không giống thơ tình. Chị, em đã nhớ kỹ, chị ơi, Khưu Vân lớn tiếng kêu to, nhưng chị gái cô lại nhắm hai mắt lại. Sự sống tan biến là đã chết. Dương Bách Xuyên đợi Khưu Vân một hồi, thấy cô thương tâm khóc không có ý dừng lại, mở miệng nói, đừng khóc, người chết không thể sống lại, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện còn kéo cô đi ra ngoài. Nhưng Khưu Vân đấu tranh nói, tôi muốn đưa chị gái tôi đi chôn cất. Trong lòng Dương Bách Xuyên tức giận. Bây giờ còn đang ở trong ổ sói, trên người lại muốn mang theo một người chết làm sao đi ra ngoài. Anh không nhịn được muốn mắng cô, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống, bởi vì trong mắt Khưu Vân nhìn thấy là sự quật cường và kiên định, còn xen lẫn bi thương. Ngẫm lại cũng hiểu, dù sao cũng là chị gái của người ta, cũng không thể vứt xác mặc kệ. Mặc kệ, có thể nghĩ đến mang thi thể chị gái đi, tuy rằng cô gái này là sát thủ, nhưng vẫn không mất đi tình cảm, còn có thể cứu. Anh vội nói với cô, từ nơi này chúng ta đi ra vẫn chiến đấu. Mang thi thể không tiện, như vậy đi trên người tôi có loại hóa chất thiêu thi thể chị gái cô rồi mang theo cho cốt đi cùng có được không? Đa tạ tiền bối, mặt Khưu Vân còn nước mắt nhưng cũng không khóc nữa, cô đồng ý rồi nói cảm ơn. Cô lùi ra sau một chút, tôi thiêu thi thể. Nói xong, anh ngăn cản tầm mắt Khưu Vân, trong tay xuất hiện chân nguyên ly hỏa đánh vào thi thể Khưu Vũ, ngay lập tức bắt đầu thiêu đốt, anh làm gì có chất hóa học gì? Vốn dĩ là muốn che giấu Khưu Vân mà thôi, thi triển chân nguyên ly hỏa. Sau đó Dương Bách Xuyên lại như là ảo thuật biến ra mấy quả pháo thiêu đốt thi thể của vài tên sát thủ xương hoa, để tránh ở chỗ này gây bệnh gì đó, dù sao cũng phải hủy diệt vết tích. Chân nguyên ly hỏa chỉ mất mười mấy giây đã thiêu thi thể thành cho tàn. Khưu Vân ôm cho cốt của chị gái cho vào trong y phục, đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tiền bối. Sao lại không được tự nhiên như vậy, tôi là Dương Bách Xuyên, cô có thể gọi tên tôi, hoặc là gọi tôi tiên sinh cũng được, đừng gọi tiền bối, nghe rất không được tự nhiên. Dương Bách Xuyên bị độc cô vô tình gọi tiên sinh thành thói quen, vẫn là tiên sinh nghe thuận tai hơn. Cảm ơn tiên sinh. Được rồi đừng cảm ơn, tôi hỏi cô, những người phụ nữ trong nhà tù cách vách là sao vậy? Thưa tiên sinh, đều là những người phụ nữ đáng thương bị người xương hoa bắt tới để làm công cụ trút giận. Nếu có thể thì xin tiên sinh dẫn đi cùng. Khưu Vân nhớ kỹ lời dặn dò trước khi chết của chị gái là phải làm nhiều việc thiện, nên sẽ bắt đầu từ giờ phút này. Dương Bách Xuyên đếm đầu người, cái này dễ làm. Anh trực tiếp đi qua chặt đứt xích sắt của nhà giam, bảo Khưu Vân sắp xếp các cô cùng đi ra ngoài là được. Trở lại sảnh chính, Dương Bách Xuyên hỏi Khưu Vân nói, cô có biết nơi này đi ra ngoài phải đi như nào không? Nếu là chị em Khưu Vân trước kia cũng là người của Xương Hoa, có lẽ sẽ quen thuộc với nơi này. Quả nhiên, Khưu Vân gật đầu nói, thưa tiên sinh, toàn bộ đường ngầm dưới lòng đất có hai lối đi nối liền hai bên ngoài, một đường từ phía nam đi ra ngoài, trực tiếp đến khe núi nhỏ không xa có trấn nhỏ Cao Nguyên, nhưng lại có sát thủ canh giữ. Đường thứ hai là từ phía đông đi ra ngoài kết nối là sảnh chính bàn việc của Trần Bách Vạn. Dương Bách Xuyên không nghĩ tới vậy mà còn có một con đường đi tới trấn nhỏ Cao Nguyên. Thầm than nơi này đường ngầm thật lớn, có mấy người phụ nữ ở bên người, nếu đã cứu bọn họ đương nhiên phải cam đoan đưa các cô ra ngoài, cho nên Dương Bách Xuyên để cho Khưu Vân dẫn đường đi lối phía nam trước. Có Khưu Vân là người quen thuộc địa hình ở đây, đi hơn 10 phút, rất nhanh đã tới cửa lối đi. Khưu Vân dừng ở khúc cua nhỏ giọng nói, tiên sinh đi qua khúc cua này chính là lối đi duy nhất dẫn tới trấn nhỏ, nhưng mà có sát thủ võ cổ canh giữ ở đây, chắc chắn phải giải quyết bọn họ mới được. Dương Bách Xuyên gật đầu, thật ra trong linh thức của anh đã thấy được, có bốn người canh giữ, thực lực cũng không cao, nội lực cao nhất mới là ám kình tầng 4, ba người còn lại đều là minh kình, những người này anh có thể giải quyết rất dễ dàng. Dặn dò Khưu Vân một tiếng, Dương Bách Xuyên vọt tới, trực tiếp dùng linh thức khống chế bốn người, làm cho bốn người rơi vào trạng thái đứng im trong thời gian ngắn, lúc này anh xuất kiếm chém chết bốn người canh giữ, thuận tay đốt xác chết của bọn họ. Sau đó Dương Bách Xuyên để cho Khưu Vân rời đi cùng với những người phụ nữ này, nhưng Khưu Vân sống chết không muốn, nói muốn dẫn đường cho Dương Bách Xuyên, cô biết Dương Bách Xuyên quay về là muốn chém chết đám người Trần Bách Vạn,
đương nhiên là phải đi theo, từ bây giờ trở đi mục tiêu sau này của cô chính là người của tổ chức sát thủ Xương Hoa. Dương Bách Xuyên thấy vậy cũng chỉ có thể để cô đi theo, mà dù sao mấy người phụ nữ được giải cứu có thể trực tiếp đi ra ngoài, chỉ cần các cô đi ra ngoài không được bao xa chính là trấn nhỏ, sau khi tìm cảnh sát đương nhiên có thể đưa các cô về nhà. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng dặn dò các cô không thể nói ra anh, những người phụ nữ này đương nhiên rất biết ơn ân nhân cứu mạng mình, thề sẽ không nói ra. Hơn nửa giờ sau, Khưu Vân mang theo Dương Bách Xuyên đi tới sảnh chính bàn việc của Trần Bách Vạn, đương nhiên không phải là trực tiếp vọt vào, mà là đứng sau một cánh cửa. Ở chỗ này, Dương Bách Xuyên buông linh thức đi thăm dò sảnh chính để bàn việc, anh thấy được ba người. Trần Bách Vạn và lão mù trước kia, còn có một người trung niên hơn 50 tuổi. Lúc này chỉ nghe Trần Bách Vạn mở miệng nói, tuy rằng cửa khẩu Cốt Hoa của tôi ở Tây Bắc, nhưng vẫn phải thừa nhận địa vị của nhà họ Mã ở giới cổ võ Tây Bắc, lần này mời anh Mã đến đây đương nhiên là có thành ý, còn hy vọng anh Mã cân nhắc, dù sao chúng ta đều có kẻ thù chung, loại trừ Dương Bách Xuyên không phải cũng chính là điều mà nhà họ Mã các người hy vọng sao. Dương Bách Xuyên lại nghe được bọn họ nhắc tới mình, lập tức đề cao tinh thần, trong lòng cười lạnh nghĩ, thì ra lại muốn hợp tác với nhà họ Mã đối phó tôi à. Rắn chuột trụm lại thành một ổ, cũng tốt thôi. Ông đây đứng nghe kỹ xem các người có thể dở trò quỷ gì. Lúc này người trung niên được Trần Bách Vạn xưng là anh Mã buông chén trà trong tay xuống, cười ha hả nói, có phải đường chủ Trần đã nghe lầm tin tức rồi không, nhà họ Mã chúng tôi cũng không có ý động đến Dương Bách Xuyên. Mã Hưng Điền đương nhiên sẽ không nói, nhà họ Vương ở Yên Kinh đã cảnh cáo bọn họ còn động đến Dương Bách Xuyên chính là điều ngu xuẩn. Trần Bách Vạn nghe Mã Hưng Điền nói vậy. Miệng hơi nhếch lên nói, anh Mã cần gì phải che giấu trước mặt người anh em này chứ? Ở Cố Đô, Dương Bách Xuyên đã đánh cháu trai Mã Tiểu Lục của ông, nhà họ Mã đương nhiên phải lấy lại mặt mũi chứ, nhưng sau này lại không thấy động tĩnh gì, tôi đâu có nghe nói là nhà họ Vương ở Yên Kinh đến thăm hỏi nhà họ Mã đâu nhỉ? Sau đó, lại có tin tức từ nhà họ Mã truyền ra, nói trên người Dương Bách Xuyên có công thức của Đan Bồi Nguyên, thế cho nên sau đó Dương Bách Xuyên bị giới võ cổ đuổi giết đến quê nhà. Muốn cùng nhà họ Mã liên thủ đối phó với Dương Bách Xuyên, Trần Bách Vạn đương nhiên đã điều tra nhà họ Mã, dù sao cũng là tổ chức sát thủ, muốn điều tra những tin tức này cũng không khó. Mã Hưng Điền nheo mắt nhìn Trần Bách Vạn, trong lòng thầm mắng ông ta là cáo già, càng mắng chửi con cháu nhà họ Mã làm việc bất cẩn, làm sao có thể để cho Trần Bách Vạn nghe được tin tức nhằm vào Dương Bách Xuyên. Hiện tại xem ra muốn lấy được lợi ích lớn hơn từ trong tay Trần Bách Vạn là không có khả năng. Ông ta lập tức cười ha ha nói, đường chủ Trần thật biết nói đùa, tất cả mọi người đều là võ cổ giả nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Ha ha. Trần Bách Vạn rốt cuộc nở nụ cười, cuối cùng cũng thâu tóm được tên cáo giả Mã Hưng Điền này, nếu không phải bỏ ra một chút công sức, ông ta vẫn chần chờ. Lần này ông ta đã hao binh tổn tướng ở trên tay Dương Bách Xuyên, quan trọng nhất là bị cấp trên nghiêm khắc ra lệnh nhất định phải tìm được 3 viên đá hỏa diệm về. Chắc chắn là đá hỏa diệm đã bị Dương Bách Xuyên lấy đi. Nhưng Trần Bách Vạn không làm gì được Dương Bách Xuyên, đành phải đi liên thủ với người của nhà họ Mã cùng nhau đối phó Dương Bách Xuyên. Ngay từ đầu Mã Hưng Điền quả thực muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng lúc sau cũng đành chấp nhận. Được, vậy 3 ngày sau, hai nhà tôi và ông hợp tác đến Cố Đô, nhưng cũng phải nói rõ ràng trước, công thức đan dược trên người Dương Bách Xuyên thuộc về nhà họ Mã tôi, còn đá hỏa diệm là của ông. Vậy một lời đã định. Dương Bách Xuyên nghe đến đó thì hừ lạnh, một cước đá văng cửa ngầm xông vào, cần gì phải phiền phức thế, muốn giết tôi sao, tôi tới rồi đây. Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện khiến ba người hoảng sợ. Dương Bách Xuyên, Trần Bách Vạn kinh ngạc hô lên, bất giác lui về phía sau, đêm đó ở đỉnh Lạc Vân tại Hoa Sơn, ông ta vô cùng sợ hãi Dương Bách Xuyên, biết rõ thực lực của Dương Bách Xuyên rất kỳ lạ. Ông ta theo bản năng lui về phía sau. Càng không nghĩ tới Dương Bách Xuyên làm sao có thể từ đường hầm chui ra, làm sao có thể tìm tới cửa, ông ta bất giác nhìn về phía lão già mù ở một bên, Trần Bách Vạn biết trong lòng lão già mù vẫn luôn không phục ông ta, muốn thay thế địa vị của ông ta, Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện khiến Trần Bách Vạn nghĩ đến mối hận trên người lão già mù, thầm nghĩ xem ra hôm nay có chuyện kỳ quái, vẫn nên rút lui trước là tốt nhất. Mà Mã Hưng Điền và lão già mù nghe được Trần Bách Vạn gọi tên Dương Bách Xuyên. Mã Hưng Điền không chỉ không sợ,
ngược lại còn bước tới công kích anh trước, ông ta đường đường là ám kình tầng 8, ông ta cũng không hề tin chuyện Dương Bách Xuyên có thể giết chết cao thủ ám kình tầng 8 mà Trần Bách Vạn đã nói. Ở trong nhà họ Mã, ông ta chính là người chủ trương giết chết Dương Bách Xuyên, nhưng ông cụ kiêng kỵ nhà họ Vương ở Yên Kinh nên không cho động đến Dương Bách Xuyên, nếu hôm nay đã gặp mặt, Mã Hưng Điền cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên. Về phần lão già mù, trong lòng cũng lập tức kinh ngạc, ông ta suy nghĩ, đêm nay bàn chuyện lớn, ông ta cũng nghe được rất nhiều tin tức về Dương Bách Xuyên từ trong miệng Trần Bách Vạn. Trong lòng lão già mù xem Dương Bách Xuyên chính là bảo vật, đụng phải bảo vật giết người, thực lực của Trần Bách Vạn không đủ nên rất sợ hãi Dương Bách Xuyên. Ba người đều là cao thủ ám kình bát tầng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Lúc này, ống tay áo của Mã Hưng Điền run lên xuất hiện một thanh mã đao dài 1,5 mét, trực tiếp đánh về phía Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên lại hừ lạnh, đối với đòn công kích của ám kình tầng 8 như Mã Hưng Điền, anh không hề sợ hãi, vận chuyển chân khí truyền vào kiếm đồ long trong tay, một kiếm chém ra cứng đối cứng. Leng keng. Đao kiếm giao nhau khiến hai người lui về phía sau một bước, bàn tay Dương Bách Xuyên tê dại, thầm nghĩ, nội lực của võ cổ giả ám kình tầng 8 quả nhiên vẫn không thể liều mạng được. Dương Bách Xuyên lập tức chuẩn bị dùng linh thức công kích tốc chiến tốc thắng, chỉ cần linh thức khống chế công kích làm cho Mã Hưng Điền dừng lại một giây là anh có chắc chắn giết chết ông ta. Ở bên cạnh còn có một lão già mù và Trần Bách Vạn cũng là ám kình tầng 8, nếu ba người cùng nhau tấn công anh, thật đúng là phiền phức lớn. Nhưng giờ phút này, Dương Bách Xuyên không phát hiện là Trần Bách Vạn đưa tay âm thầm mò xuống vách tường bật một cái công tắc màu đỏ, lập tức bên ngoài vang lên một hồi chuông giống như là phát ra cảnh báo. Trần Bách Vạn ấn cảnh báo sau đó lại lặng lẽ lui vào mật thất của tầng hầm, trong lòng ông ta tính toán mưu đồ là gọi tất cả người bên ngoài vào, tất cả đồng loạt tấn công Dương Bách Xuyên, nếu có thể bắt được anh thì càng tốt, bắt không được anh thì chạy trốn. Mã Hưng Điền và Dương Bách Xuyên mới giao chiến một kích. Trong lòng cũng giật mình không nhỏ, ông ta không nghĩ tới Dương Bách Xuyên tuổi còn nhỏ mà nội lực lại có thể chống lại một đòn tấn công của ông ta, ít nhất cũng là nội lực mới vào ám kình tầng 8. Lập tức, Mã Hưng Điền híp mắt hét lên một tiếng, vung mã đao trong tay chém ra tàn ảnh tấn công Dương Bách Xuyên, ba nhát liên tiếp, đây là đao pháp liên hoàn của nhà họ Mã, trong vòng một hơi ông ta có thể thi triển ra ba đao đã là công kích mạnh nhất. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được uy lực ba nhát đao của Mã Hưng Điền, không dám khinh thường chút nào, anh vận chuyển chân khí toàn thân hai tay nắm chặt kiếm đồ long ngăn cản ba nhát đao của Mã Hưng Điền, đồng thời sức mạnh linh cũng nhắm vào Mã Hưng Điền. Leng keng. Một trận tiếng đao kiếm va chạm vang lên, bàn tay Dương Bách Xuyên bị ba nhát đao của Mã Hưng Điền làm chấn động đến nỗi máu thịt đều tê tái, nhưng ở trong lòng thừa nhận, sau khi tiếp nhận ba đao này, linh thức của anh cũng công kích đến trên người Mã Hưng Điền. Ngay lập tức, chỉ thấy cả người Mã Hưng Điền chấn động, ánh mắt trống rỗng, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, biết đã có hiệu quả, lúc này anh chém ra một kiếm. Đầu Mã Hưng Điền lìa khỏi cổ, cứng rắn bị Dương Bách Xuyên một kiếm chém rớt đầu. Sự công kích của linh thức quả thực là đại sát khí, Dương Bách Xuyên phát hiện linh hồn của Mã Hưng Điền hoàn toàn không mạnh mẽ bằng Độc Cô Vô Tình, anh cũng không tốn chút sức nào đã khống chế được linh hồn của Mã Hưng Điền. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên biết cùng là ám kình tầng 8 nhưng không phải ai cũng có linh hồn mạnh mẽ, có lẽ linh hồn của Độc Cô Vô Tình mạnh mẽ là ngoại lệ. Ngay sau khi một kiếm của Dương Bách Xuyên chém nứt đầu Mã Hưng Điền, cả người Trần Bách Vạn bị dọa đến run rẩy, trực tiếp tiến vào mật thất. Mà đúng lúc này, Khưu Vân trốn sau cửa tầng hầm lại thấy lão già mù ra tay, lúc này cô kinh hãi, cô biết thủ đoạn lợi hại nhất của lão già mù này chính là công phu dùng độc. Sợ Dương Bách Xuyên bị thương nên cô vội vàng hét lớn, tiên sinh cẩn thận, lão già mù biết dùng độc. Ngay khi Khưu Vân còn chưa nói hết lời, hai tay lão mù đã phất vào bên trong gian phòng. Ngay lập tức, căn phòng đã xuất hiện sương mù màu vàng dày đặc, trong thời gian ngắn đã lan tràn khắp phòng. Dương Bách Xuyên nghe được lời nói của Khưu Vân thì sắc mặt biến đổi, nhưng kinh ngạc chậm một bước cười khổ nói, lần sau cô nói sớm đi, tôi đã hít vào khoang mũi rồi, tôi đi. Đầu tôi sao lại choáng váng thế? Dương Bách Xuyên nói một câu rồi đặt mông ngồi xuống đất. Nhìn qua tựa như thật sự đã trúng độc rồi. Nhưng Khưu Vân lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngồi trên mặt đất nháy nháy mắt với cô, điều này làm cho cô sửng sốt không kịp phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng cảm thấy từng đợt choáng váng đánh úp tới, nghĩ đến mình cũng trúng độc rồi,
không ngờ khí độc của lão già mù lại lợi hại như vậy, cô cũng liều mạng hô hấp. Đúng lúc này, lão già mù ha ha cười điên cuồng nói, ông già này cả đời nghiên cứu dùng độc, luyện tập độc công, vì luyện độc công mà đôi mắt cũng dính liền lại, khí độc hôm nay còn là loại độc mới nhất mà ông già này mới nghiên cứu chế tạo, chính là cao thủ ám kình tầng 9, chỉ cần hít vào một hơi cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, chứ đừng nói là thằng con nít danh như cậu. Nhưng không thể không thừa nhận, thằng nhóc nhà cậu thật sự rất có bản lĩnh, thế mà có thể giết chết Mã Hưng Điền, ha ha, nhưng vậy thì thế nào, không phải là vẫn ngoan ngoãn ngã vào tay ông già này sao? Còn có cô gái nhỏ Khư Vân nhà cô, lát nữa ông già này sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, ha ha ha. Giờ phút này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng người lộn xộn, lão già mù hét lớn về phía cửa, đừng ồn ào quấy rầy nữa, nên làm gì thì làm đi. Nơi này có tôi ở đây sẽ không có việc gì đâu. Lão già mù hét xong, người ngoài cửa rời đi, lúc này ông ta cười nham hiểm đi đến bên người Dương Bách Xuyên, ngồi xổm xuống nói, nhóc con, nghe nói trên người cậu có mấy loại công thức đan dược, bây giờ cậu giao công thức cho ông già này sẽ cho cậu chết thoải mái, nếu không mỗi ngày tôi sẽ cho cậu dùng 9 loại thuốc độc, mỗi ngày các bộ phận từ trong ra ngoài đều thối rữa, liên tiếp 9 ngày dùng thuốc độc này cũng không chết mới lạ, ha ha. Khóe miệng Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đột nhiên ra tay dùng một kiếm đâm xuyên qua ngực lão già mù, bởi vì hai người quá gần nhau, lão già mù đừng hòng trốn thoát, huống chi lão già mù còn rất tin tưởng độc dược của mình. Cậu, làm sao cậu có thể cử động? Không thể, lão già mù tỏ vẻ không thể tin được. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, một cao thủ dùng độc như ông cũng chẳng nhằm nhò gì. Phụt! Rút kiếm ra khỏi cơ thể lão già mù lập tức tắt thở, một đôi mắt trắng của ông già trợn trừng, thể hiện rõ là chết không nhắm mắt. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không nói cho ông ta biết, người tu chân và võ cổ giả có chênh lệch rất lớn. Ban đầu khí độc của tên người mù đã làm cho Dương Bách Xuyên trúng chiêu, vừa hít thở đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nhưng lúc đó anh vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết nên đã luyện hóa lượng khí độc hút vào trong cơ thể ngay lập tức. Dù sao đây là khí độc nhằm vào võ cổ giả, còn anh là người tu chân, luyện công pháp càn khôn tạo hóa quyết, luyện hóa một ít khí độc giống như một bữa ăn sáng. Sau đó Dương Bách Xuyên giả vờ trúng độc để lừa lại tên người mù, trong lóc tên người mù đắc ý nhất thả lỏng nhất, dùng một chiêu chém giết ông ta. Độc của tên người mù thật sự chuyên môn nhằm vào võ cổ giả, nếu võ cổ giả gặp phải chắc chắn sẽ chết, đáng tiếc ông ta đối mặt với Dương Bách Xuyên, một người tu chân quái thai. Sau khi đứng lên, nhìn Khâu Vân nằm bên cạnh ám môn, Dương Bách Xuyên đi qua dùng chân khí hóa giải khí độc trong cơ thể cô. Không sao chứ, sau khi hóa giải độc trong cơ thể Khâu Vân, Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Cảm ơn tiên sinh, đã không sao rồi. Lúc nói chuyện, hai mắt của Khâu Vân sáng rực. Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy Dương Bách Xuyên thần bí cường đại, ở trong Sương Hoa, thậm chí khắp Tây Bắc, độc của tên người mù rất có tiếng, không ai không kiêng kỵ. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ cần phủi tay đã giải trừ được độc của tên người mù, thủ đoạn cỡ này thật sự không phải người thường có thể làm được. Dương Bách Xuyên cười nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Trần Bách Vạn. Tiên sinh, tôi nhìn thấy Trần Bách Vạn đi vào nội thất. Khâu Vân chỉ vào nội thất, nói. Ừ, tôi biết, cô đi phía sau tôi là được. Dương Bách Xuyên cũng thấy được, dặn dò Khâu Vân. Dương Bách Xuyên chậm rãi đi đến gần nội thất. Nơi này là hang ổ của Trần Bách Vạn, anh không thể không cẩn thận. Ở cửa sau của nội thất, anh thả linh thức ra thăm dò. Bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng ngủ, nhưng linh thức lại không nhìn thấy bóng dáng của Trần Bách Vạn, điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy rất kỳ lạ. Mở cửa vào, nội thất này không có cửa lớn, chỉ có một cửa sổ, hơn nữa còn bị mở ra. Tiên sinh, có lẽ Trần Bách Vạn trốn ra từ cửa sổ. Khâu Vân nhìn cửa sổ nói. Dương Bách Xuyên không nói gì, đi đến chỗ cửa sổ quan sát nhưng không thấy có dấu vết đi ra ngoài, nói có lẽ nơi này có nói đi bí mật, Trần Bách Vạn rất âm hiểm. Không có khả năng anh ta chạy trốn từ cửa sổ, phải đi từ cửa lớn mới có thể ra ngoài, chúng TS đi tìm xem. Ngay sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng nhỏ chưa đến 20 mét vuông, lục tung cũng không phát hiện được lối đi bí mật nào. Không lẽ tên này thật sự chạy trốn từ cửa sổ? Dương Bách Xuyên nói thầm một câu,
anh và Khâu Vân đã tìm khắp căn phòng nhưng cũng không tìm được gì. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có chiếc giường đất chưa tìm, đột nhiên trong đầu của Dương Bách Xuyên hiện lên hình ảnh địa đạo trong những bộ phim chiến đấu, hình như lối vào thường ở giường đất và kệ bếp. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên đi đến chỗ giường đất, nhưng đúng lúc này, Khâu Vân hét lên, tiên sinh, cẩn thận. Vừa nói cô vừa nhào vào trên người của Dương Bách Xuyên, xô ngã anh. Cùng lúc đó, bên tai của Dương Bách Xuyên vang lên tiếng súng. Đoàng đoàng đoàng. Truyền đến từ phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng kinh hãi, dùng tay hất mạnh cái bàn về phía cửa sổ. Bây giờ lực tay của Dương Bách Xuyên đã lớn hơn người thường rất nhiều, bất cứ vật thể gì vào trong tay anh cũng có thể trở thành vũ khí. Đánh ra một chưởng, cái bàn vỡ thành những khối gỗ bén nhọn. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng súng dừng lại. Nhân cơ hội này, Dương Bách Xuyên ôm Khâu Vân lăn đến góc tường, dặn dò cô trốn kỹ. Nhưng đúng lúc này anh ngửi thấy được một mùi máu tươi, phát hiện phía sau lưng của Khâu Vân thấm đẫm máu. Anh biết ngay vừa rồi cô nhóc này cứu anh nên mới bị trúng đạn, nhưng cũng may không chí mạng. Trong lòng bùng lên cơn giận dữ, gầm to một tiếng, thả người bay ra ngoài cửa sổ. Trong đại viện ngoài cửa sổ, có mười mấy danh thủ cầm súng hoặc võ cổ giả cầm đao kiếm, không cần hỏi cũng biết tất cả những người này là thành viên sát thủ Xương Hoa. Tu vi cao, nhưng phần lớn là minh kình, tu vi cao nhất là ám kình tầng 5. Không cần tốn nhiều sức Dương Bách Xuyên có thể giết chết những người này, nhưng bởi vì Khâu Vân bị thương nên trong lòng rất nghẹn khuất, ra tay không chút lưu tình. Dương Bách Xuyên thả linh thức ra, dùng thân pháp và chiêu thức của thuật ngũ hành dẫn thể, giết chết bọn họ như gió cuốn mây tan. Trong phút chốc trong sân liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, chỉ cần bị kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên chạm phải, tất cả đều đầu mình hai nơi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Dương Bách Xuyên đã chém giết hơn nửa. Sau đó một vài người sợ hãi, kinh hoàng chạy trốn. Đối với những người chạy trốn này, Dương Bách Xuyên không có hứng thú đuổi theo, đều là mấy tên sát thủ có nội lực không sâu, không gây nên nổi sóng gió. Anh còn đang lo lắng cho vết thương của Khâu Vân trong hầm trú ẩn và Trần Bách Vạn đang chạy trốn. Giết chết Trần Bách Vạn mới có thể giải quyết triệt để hang ổ sát thủ Xương Hoa ở Tây Bắc. Nhìn đống thi thể nằm ngang dọc trong viện, Dương Bách Xuyên dùng chân nguyên ly hỏa, hủy xác xóa dấu vết. Sau đó trở lại hầm trú ẩn, chữa trị vết thương cho Khâu Vân. Vết thương của cô nằm ở xương quai xanh, viên đạn mắc kẹt trong xương cốt, trên trán đầy mồ hôi. Dương Bách Xuyên xé rách quần áo của cô, lộ ra tấm lưng trắng tinh, sắc mặt của Khâu Vân đỏ bừng, nhưng cô không nói gì, cô biết Dương Bách Xuyên muốn chữa thương cho mình. Cố chịu đựng, tôi lấy viên đạn ra cho cô. Tiên sinh cứ làm đi, tôi chịu đựng được. Dương Bách Xuyên cũng không nói nhiều, dùng tay ấn ở trên miệng vết thương của Khâu Vân, vận chuyển công pháp, mạnh mẽ hút viên đạn ra bên ngoài. Khác với lần hút viên đạn của Ninh Kha ra, lần này tu vi của Dương Bách Xuyên tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng nhanh không ít. Tầm 5 phút sau, viên đạn bị anh hấp thụ ra, sau đó dùng chân khí khôi phục lại miệng vết thương cho Khâu Vân. Rất nhanh miệng vết thương đã dần phục hồi lại, lúc này không còn trở ngại, Dương Bách Xuyên dừng tay. Nhưng chuyện này lại làm anh cảm thấy xấu hổ, anh xé rách quần áo của con gái nhà người ta, trình độ rách nát đến mức không thể mặc được. Phần lớn phía sau lưng lộ ra bên ngoài. Làn da bóng loáng làm anh nuốt nước miếng, nhưng vẫn cởi áo của mình khóa lên trên người cô. Nhưng anh lại không biết, chỉ với hành động nho nhỏ này của mình đã làm cho trong lòng của Khâu Vân dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Cô còn tưởng rằng sau khi chị gái chết, cô sẽ trở thành người cô đơn nhất trên đời này. Nhưng sự cẩn thận của Dương Bách Xuyên đã làm cho cô cảm thấy an toàn và ấm áp, sâu trong lòng sinh ra một cảm giác ngọt ngào, ngay cả chính cô cùng không biết vì sao. Nhưng lại rất thích loại cảm giác này. Một sát thủ động tình, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng hai người lại không hề biết gì. Mặc dù miệng vết thương của Khâu Vân đã khép lại, nhưng sắc mặt của cô vẫn trắng bệch, còn bị giam giữ trong nhà giam hơn 10 ngày, tố chất thân thể đã rất suy nhược. Lúc Dương Bách Xuyên đỡ cô đứng dậy, cô đứng không vững ngã vào trong lòng ngực của Dương Bách Xuyên. Thân thể mềm mại ấm áp thơm dịu ở trong lòng ngực làm cho Dương Bách Xuyên rất động lòng. Nhưng anh cũng biết rõ tình trạng thân thể của Khâu Vân, sau khi nghĩ lại lật tay lấy ra một viên đan bồi nguyên từ trong hồ Càn Khôn,
nói với Khâu Vân, há mồm nuốt viên đan dược này xuống, bổ sung thể lực. Đối với sự quan tâm của Dương Bách Xuyên, Khâu Vân ngây người, trong lòng cô dâng lên từng trận cảm động, hốc mắt dần ướt át, cũng không hỏi Dương Bách Xuyên đây là đan dược gì. Dù sao lúc này cho dù trong tay của Dương Bách Xuyên là thuốc độc cô cũng sẽ nuốt xuống. Vừa vào miệng đan dược đã tan, trong cơ thể sinh ra dòng khí mạnh mẽ, sắc mặt của Khâu Vân thay đổi, lập tức vận chuyển tâm pháp xương hoa. Nhưng lại nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, tôi dạy cho cô một bộ tâm pháp có thể nhanh chóng hấp thụ đan dược, niệm theo tôi. Khâu Vân cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn làm theo những gì Dương Bách Xuyên nói. Mười mấy phút sau, cô đã hấp thu gần hết tác dụng của đan dược trong cơ thể, cảm giác được tình trạng suy yếu của thân thể dần dần biến mất, tinh thần rất tốt. Cô là võ cổ giả, tất nhiên có thể hiểu được bộ tâm pháp của Dương Bách Xuyên truyền thụ cho cô tốt hơn tâm pháp của Xương Hoa rất nhiều. Cô âm thầm thề trong lòng, nghiêm khắc tuân theo di nguyện của chị gái, ở lại bên cạnh Dương Bách Xuyên báo ơn. Cô cảm thấy thế nào? Sau khi thu hồi công lực, Dương Bách Xuyên hỏi. Tâm pháp anh truyền thụ cho Khâu Vân chính là công pháp tu chân Tử Hà Quyết, là một pháp quyết thích hợp cho phụ nữ tu luyện. Vì sao lại truyền thụ Tử Hà Quyết cho Khâu Vân? Bởi vì trong lúc chữa thương anh phát hiện trong cơ thể của cô gái này có linh căn, hơn nữa thể chất võ cổ giá rất tốt. Rất phù hợp để tu chân, quan trọng hơn vừa rồi cô đã đỡ súng cho anh. Hơn nữa truyền thụ phương pháp tu chân cho cô bởi vì một viên đan bối nguyên có rất nhiều tác dụng, không thể lãng phí. Bây giờ anh bắt đầu có ý thức bồi dưỡng thu nạp thế lực cho bản thân, hy vọng có thể hình thành được một thế lực cho riêng mình, sau này không phải lo lắng khi đối mặt với tổ chức sát thủ Xương Hoa. Cảm ơn tiên sinh truyền thụ, sau này Khâu Vân sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp tiên sinh. Khâu Vân đỏ mặt nói. Dương Bách Xuyên cười, anh đang chờ Khâu Vân tỏ thái độ này, người thứ hai tu luyện Tử Hà Quyết đã xuất hiện. Không sao, không sao, cô cũng bị thương vì cứu tôi, nếu không sao, chúng ta tiếp tục đi tìm Trần Bách Vạn, diệt trừ tên chết tiệt này. Nói xong Dương Bách Xuyên dùng kiếm bổ mạnh vào giường đất. Âm đoàng, sau đó Dương Bách Xuyên nở nụ cười, quả nhiên thấy được một lối vào bí mật trong giường đất, có lẽ Trần Bách Vạn đã trốn vào chỗ này. Trong giường đất là một lối đi bí mật nhỏ, bên trong không bật đèn, linh thức của Dương Bách Xuyên chỉ có thể phóng xa 9 mét, trong phạm vi 9 mét không có bất cứ điều khả nghi nào. Hai người đi vào, bên trong hẹp hòi tối tăm, nhưng đối với người có linh thức như Dương Bách Xuyên thì điều này không ảnh hưởng gì cả. Địa đạo ở nơi này khác với trước khi đi vào, giống như là một địa đạo độc lập, đi mấy chục mét vẫn không có ngã rẽ, hơn nữa lối đi vẫn luôn kéo dài xuống dưới theo góc nghiêng 30 độ. Dương Bách Xuyên và Khâu Vân đi trong địa đạo đen nhánh, bởi vì có sự tồn tại của linh thức nên không bị ảnh hưởng gì, trực tiếp đi về phía trước. Đi tầm hơn cây số, linh thức của Dương Bách Xuyên phát hiện ra không gian đột nhiên rộng ra. Địa đạo nơi này không có dấu vết mở ra của con người, hoàn toàn được tạo thành từ hang động đá vôi tự nhiên. Độ nghiêng 30 độ hạ xuống gần 1000 mét, tương đương với chiều dọc khoảng 300 mét. Nói cách khác bọn họ đi xuống một nơi có độ sâu gần 300 mét dưới lòng đất. Dựa theo hoàn cảnh địa lý, đất Ba Gian nguyên sinh của cao nguyên Ba Đan là các trầm tích bụi Ilian được hình thành trong điều kiện khí hậu khô và lạnh của kỳ băng hà đệ tứ. Đất Ba Gian thứ cấp được biến đổi từ đất Ba Gian nguyên sinh nhờ phù sa, đất bồi cải tạo thành. Ở thời kỳ tích tụ đất Ba Gian của kỳ đệ tứ cùng với thời kỳ băng hà, trong chu kỳ khí hậu xen kẽ, các địa tầng Ba Đan đã cho thấy sự thay đổi và tái sinh của đất Ba Gian. Đây cũng là khu vực bị sói mòn đất nghiêm trọng nhất và môi trường sinh thái yếu ớt nhất trên thế giới, địa hình dốc từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Ngoại trừ có nhiều núi đá bao trùm, phần lớn bị bao phủ bởi lớp đất Ba Gian dày đặc. Thời gian dài bị nước chảy ăn mòn, dần dần hình thành cảnh quan thiên nhiên với hàng nghìn khe núi và địa hình bị chia cắt. Địa hình nhấp nhô với núi, đồi, đồng bằng và thung lũng rộng lớn cùng với sự tồn tại và bao quanh bởi các dãy núi. Cao nguyên Ba Đan giàu than đá, dầu mỏ, bauxit và các nguồn tài nguyên khác, đồng thời cũng là nguồn dự trữ năng lượng và hóa chất quan trọng của Hoa Hạ. Đất Ba Gian mịn, đất mềm, giàu dinh dưỡng và nguồn khoáng chất phong phú, có lợi có canh tác, có lịch sử khai hoang nông nghiệp lâu đời ở các lưu vực và thung lũng sông. Trừ các núi đá, trên cao nguyên được bao trùm bởi tầng Ba Đan dày. Độ dày của lớp đất Ba Gian tầm 50 đến 80 mét, độ dày dày nhất tầm 150 đến hơn 200 mét. Nói cách khác,
lúc này bọn họ đã rời khỏi độ bao trùm của lớp đất ba gian, hang động đá vôi này được cấu thành từ nham thạch màu xanh xám. Dương Bách Xuyên tùy tay thử độ cứng rắn của nham thạch, có lẽ là nguồn quặng quý hiếm nào đó. Anh hoàn toàn không nghĩ đến một địa đạo nối liền xuống lòng đất lại trực tiếp xuyên qua tầng ba đan, xuống thẳng hang động đá vôi dưới nền nham thạch. Ngoại trừ thông đạo hẹp hòi để đi xuống, nơi này hoàn toàn là dấu vết của thiên nhiên, có lẽ là hang động đá vôi tự nhiên được hình thành từ vô số năm trước. Trong lòng đoán có thể Đại Tây Bắc cũng là một đại dương lớn trong kỷ băng hà, nhưng sau vô số năm vận động của lớp vỏ trái đất, nước biển khô cạn, và sự tan chảy của các sông băng đã biến nơi này thành cao nguyên Ba Đan. Có lẽ hang động đá vôi này chính là địa hình chân thật ở một giai đoạn nào đó của vùng Đại Tây Bắc thời cổ. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ lối đi bí mật này đã có từ rất nhiều năm trước, được tổ tiên của Khâu Vân từ thời kỳ giặc cỏ phát hiện, bây giờ bị Trần Bách Vạn phát hiện. Cũng không biết anh ta chạy trốn từ nơi này hay dùng một thông đạo khác để chạy trốn. Nếu chạy trốn bằng thông đạo này, Trần Bách Vạn đã chạy thoát hay chưa? Địa thể của hang động đá vôi này bằng phẳng, toàn bộ hang động đá vôi có chút ẩm ướt, cao tầm 4-5 mét. Tiếp tục đi về phía trước vài phút, đột nhiên bên tai của Dương Bách Xuyên vang lên âm thanh dòng nước. Phản ứng đầu tiên là sông ngầm. Đứng tại chỗ nghe, quả nhiên là âm thanh của dòng nước, âm thanh không nhỏ, có lẽ là một dòng sông ngầm rất lớn. Thúc giục Khâu Vân chạy nhanh đuổi đến đó. Chưa đi được mấy bước đã thấy ánh sáng xuất hiện phía trước, quả nhiên có người. Từ xa nhìn thấy ba bóng người, trong tay cầm đèn pin, bên cạnh ba người đó là một dòng sông ngầm có bề rộng hơn 20 mét, cạnh bờ có một con thuyền, hình như đang dọn đồ lên trên thuyền. Dương Bách Xuyên quen biết cả ba người này. Một trai hai gái, nam chính là Trần Bách Vạn, hai nữ một người là người phụ nữ từng vụng trộm với tên người mù, người còn lại là nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm. Người đã từng chặn giết anh cùng với Trần Bách Vạn. Nhanh chóng lấy hết đá quý và vàng đi, những cái khác không cần mang theo. Trong âm thanh của Trần Bách Vạn lộ ra sự nôn nóng, bộ dáng có tai họa sắp đến. Hôm nay anh ta đã bị Dương Bách Xuyên dọa đến, từ giây phút Dương Bách Xuyên dùng kiếm chém đứt đầu của Mã Hưng Điền, anh ta biết mình không có sức chống lại. Mặc dù lúc đó còn có một cao thủ dùng độc ở, nhưng Trần Bách Vạn và tên người mù không hòa thuận. Không dám đặt hết hy vọng lên trên người tên người mù, nên đã chạy trốn từ địa đạo dưới giường đất trong nội thất. Sau khi đi vào lối đi bí mật, anh ta vội vã tìm được hai người phụ nữ của mình, chuẩn bị mang theo bọn họ và đống của cải được tích lũy từ nhiều năm chuẩn bị chạy trốn bằng sông ngầm. Vài chục năm trước, sau khi phát hiện nơi này có bảo tàng được giặc cỏ để lại, Trần Bách Vạn vẫn luôn tìm kiếm ba mẹ của Khâu Vân để lấy được tin tức về bảo tàng dưới hang động đá vôi, nhưng vẫn không có kết quả gì. Tìm kiếm mười mấy năm, gần như đào hết ba thước đất của hang động đá vôi này vẫn không tìm được bảo tàng, nhưng lại phát hiện được một con đường nối liền với bên ngoài ở nơi này, đi theo sông ngầm ra thẳng chỗ gần huyện Khánh, là một thông đạo bí mật dùng để chạy trốn. Trải qua khai phá xây dựng lại, cuối cùng có thể dùng một con thuyền nhỏ để trèo ra ngoài. Hôm nay Dương Bách Xuyên giết đến hang ổ, anh ta chỉ có thể chạy trốn từ chỗ này, mang theo cả của cải cất giấu ở nơi này. Dương Bách Xuyên cho Trần Bách Vạn một loại cảm giác chết chóc, quá mức tà ác. Anh ta không dám đảm bảo tên người mù có thể bắt được Dương Bách Xuyên, cũng không dám đảm bảo Dương Bách Xuyên có thể chạy trốn khỏi tay của tên người mù hay không, sau đó phát hiện lối đi bí mật đuổi theo, vì vậy anh ta vô cùng sốt ruột. Cảm thấy trong lòng cực kỳ hốt hoảng. Từ xa Dương Bách Xuyên nhìn thấy ba người Trần Bách Vạn đang dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, nở nụ cười lạnh lùng, nhảy lên dùng kiếm đâm thẳng về phía Trần Bách Vạn. Trần Bách Vạn giống như vừa may mắn chạy thoát khỏi móng vuốt của chim ưng, trong lòng vô cùng cảnh giác. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên ra tay đâm kiếm đến, anh ta đã cảm giác được sự kỳ lạ trong luồng gió. Đột nhiên quay đầu, sau khi thấy rõ Dương Bách Xuyên dùng kiếm đâm đến, cả người bị dọa sợ run lẩy bẩy. Thấy mũi kiếm của Dương Bách Xuyên đến gần, không kịp tránh né, anh ta cũng không nắm chắc có thể đỡ được kiếm của Dương Bách Xuyên hay không, thuận tay đẩy người phụ nữ bên cạnh ra. Đỡ một kiếm của Dương Bách Xuyên, sau đó không quay đầu lại nhảy thẳng vào trong sông ngầm. Phụt a! Dương Bách Xuyên cũng không ngờ được Trần Bách Vạn lại không biết xấu hổ thẳng tay như vậy, đẩy người phụ nữ từng vụng trộm với tên người mù làm bia đỡ đạn, ngay lập tức người phụ nữ này bị một kiếm của anh đâm chết tại chỗ. Trần Bách Vạn cũng đã nhảy vào sông ngầm chạy trốn,
lúc này Khâu Vận lớn tiếng nói, tiên sinh, cẩn thận. Không cần Khâu Vân nhắc nhở, anh đã cảm nhận được có người đánh lén sau lưng, thuận thế đâm thẳng kiếm ra sau. Keng! A! À, là Vương Nghệ Lâm dùng kiếm đâm phía sau lưng anh, bị một kiếm của Dương Bách Xuyên trực tiếp chặt đứt thanh kiếm trong tay cô ta, sau đó giết chết cô ta. Lúc này cả hai người phụ nữ của Trần Bách Vạn đã chết dưới kiếm của Dương Bách Xuyên, nhưng Trần Bách Vanh đã nhảy vào trong bóng tối đen nhánh. Nhìn sông ngầm sâu thẳm không chút gợn sóng, Dương Bách Xuyên cũng không nhảy xuống nước đi tìm Trần Bách Vạn. Nơi này là sông ngầm, có lẽ có sinh vật nào đó tồn tại, không đáng mạo hiểm với một nơi không biết. Hơn nữa Trần Bách Vạn nhảy vào sông ngầm có thể giữ được mạng sống hay không vẫn còn là ẩn số, anh chỉ cần canh giữ trên bờ quan sát. Nếu anh ra hiện ra khỏi mặt nước sẽ dùng kiếm chém chết anh ta, nếu không ra, Dương Bách Xuyên cảm thấy tỷ lệ sống sót trong sông ngầm là rất nhỏ. Nhìn hai người phụ nữ chết dưới mũi kiếm của mình, Dương Bách Xuyên thở dài, dùng chân nguyên ly hỏa đốt cháy thi thể của bọn họ. Thật ra trong lòng anh không quá nguyện ý giết phụ nữ, người phụ nữ đầu tiên bị Trần Bách Vạn đẩy ra lại đâm thẳng vào mũi kiếm của anh. Người phụ nữ thứ hai, Vương Nghệ Lâm, cô ta muốn ám sát anh nên đã bị giết chết trong tư thế vung kiếm. Nghe thấy tiếng bước chân của Khâu Vân từ nơi xa truyền đến, Dương Bách Xuyên phất tay thu nạp mấy cái dương nhỏ được buộc chặt trên thuyền nhỏ vào trong không gian càn khôn. Anh không muốn để Khâu Vân nhìn thấy anh sử dụng không gian càn khôn. Lúc trước nghe được Trần Bách Vạn nói đến vàng, có lẽ bốn cái dương này chính là của cải Trần Bách Vạn tích lũy, tiền tài đưa đến cửa việc gì không lấy. Chờ Khâu Vân đến, hai người cầm đèn pin trên mặt đất quan sát mặt nước trong sông ngầm, xem Trần Bách Vạn có chui ra hay không. Đợi hơn nửa giờ, trong sông ngầm không hề có bọt sóng nổi lên. Vì tìm kiếm tung tích của Trần Bách Vạn, Dương Bách Xuyên đã đi một vòng dọc theo sông ngầm. Khi anh dừng ở một nơi tương đối cao, đột nhiên linh thức truyền đến sự dao động mờ mịt của linh khí. Cầm đèn pin chiếu sáng xuyên qua, phát hiện ở trong vách núi đối diện bên kia sông có sự dao động của linh khí. Không gian bên kia sông ngầm hình như rất lớn, hơn nữa nham thạch trong hang động đá vôi có màu sắc đen nhánh như mực, nhìn từ xa không khác gì một không gian đen tối vô hạn không có điểm dừng. Đột nhiên trong đầu của Dương Bách Xuyên xẹt qua một suy nghĩ, nhớ đến hai câu thơ tình chị gái Khâu Vận đọc trước khi chết. Tình trong chín biển vắng, ái là đóa hoa cuối bờ bên kia. Không biết có liên quan đến bảo tàng hay không? Ban đầu nghe thấy hai câu thơ tình, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy chẳng ra sao, nó không giống thơ tình mà dường như lờ mờ ám chỉ gì đó. Bây giờ nhìn cảnh tượng bên kia sông ngầm, Dương Bách Xuyên chợt nghĩ tới hai câu thơ tình này. Tình tan thành nước chảy nơi tăm tối, yêu là hoa cuối bên kia bờ. Vế đầu có hai từ tăm tối và nước chảy. Sông ngầm có nước, mà vách hang đá vôi đen như mực bên kia bờ sông cùng với khung cảnh u ám dưới lòng đất, dường như có thể miêu tả bằng hai chữ tăm tối. Vế thứ hai càng hợp với hoàn cảnh hiện tại, thoạt trông vách đá bên kia sông ngầm tựa như bóng tối vô biên không có tận cùng. Hai câu thơ tình rất tương đồng với khung cảnh nơi này, phải chăng đây chính là manh mối về kho báu mà tổ tiên của Khưu Vân để lại. Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Anh không nói thêm điều gì với Khưu Vân nữa, dứt khoát dẫn theo cô ngồi lên chiếc thuyền nhỏ mà Trần Bách Vạn để lại đi sang bên kia sông. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng chỉ suy đoán thôi chứ không biết bên kia có kho báu hay không, nhưng kiểu gì cũng phải đi xem thử. Sóng linh khí mỏng manh truyền tới khiến anh chú ý. Mặc dù cho đến bây giờ anh chưa từng gặp người tu chân trên trái đất, nhưng đã thấy di tích tu chân. Sư phụ cũng từng suy đoán có lẽ rất lâu về trước nền văn minh tu chân đã từng tồn tại trên trái đất. Bộ xương giao long ở Hồ Tiên Nữ và di tích mà Tư Không Nguyên để lại trong hang động ở Sơn Cốc nhỏ nơi Hầu Đậu Đậu sinh sống đã chứng minh điều này. Vì vậy Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nơi này có sóng linh khí chập chờn e là có di tích tu chân. Không tới xem thử sao có thể cam lòng. Khoảng cách tầm 20 mét, chẳng mấy chốc anh và Khưu Vân đã sang bên kia sông. Sau khi lên bờ, hai người cố định thuyền bơm hơi rồi tiến về phía trước. Những nơi ánh sáng chiếu tới đều là vách hang đá vôi đen kịt. Không gian nơi này rất cao, khoảng mười mấy mét mới chạm đỉnh. Hai người mới đi vài bước đã đến trước một vách đá, hết đường rồi. Vách đá đen như từng ngâm mực, nhìn từ xa thấy đen thùi lùi. Đến chỗ này thì sóng linh khí mạnh hơn nhiều.
Dương Bách Xuyên cảm nhận thấy linh khí phát ra từ độ cao 5 trượng, 1 trượng bằng 3,33 mét. Có điều vách đá trơn nhẵn như dao gọt, không thấy bề mặt có gờ đỡ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó hiểu. Anh nghĩ tới nghĩ lui, sau đó dặn dò Khưu Vân cẩn thận, ở lại đây đợi anh lên trên xem thử. Sóng linh khí phát ra ở chỗ vách đá cao 5 trượng, không lý nào anh lại không đi xem. Khưu Vân không leo lên được chỗ này, nhưng Dương Bách Xuyên thì đơn giản. Hai tay anh biến thành hai móng vuốt phủ đầy linh khí, thình lình cắm vào vách đá. Phập! Vách đá cứng hơn Dương Bách Xuyên tưởng, hai tay phủ đầy linh khí chỉ có thể cắm vào vách đá đen thui sâu gần 10 cm, nhưng cũng đủ để anh leo lên vách đá cao 5 trượng rồi. Nhờ có chân khí mạnh chống đỡ, chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã leo tới độ cao 5 trượng. Sau khi lên đến nơi anh vẫn không phát hiện ra thứ gì, vách đá trơn nhẵn như mặt kính, dựng thẳng đứng 90 độ. Nhưng rõ ràng là sóng linh khí phát ra từ đây rất mãnh liệt. Dương Bách Xuyên không tin, nhắm mắt lại rồi dùng linh thức cảm nhận và kiểm tra thật cẩn thận. Nếu đến linh thức cũng không kiểm tra ra cái gì thì anh đành phải từ bỏ thôi. Dương Bách Xuyên không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Sau khi phóng linh thức ra, Dương Bách Xuyên lập tức chấn động tinh thần, cuối cùng anh đã phát hiện ra điểm bất thường trên vách đá. Nếu không dùng linh thức cẩn thận quan sát thì đúng là không phát hiện ra được. Hóa ra trên vách đá bên tay anh có một khe hở nhỏ như sợi tóc. Đường nét tạo thành từ khe hở là một cánh cửa. Cánh cửa này cao 3 mét, rộng khoảng 2 mét. Mà linh khí chập chờn tỏa ra từ trong đường viền cánh cửa này. Đây là một phát hiện lớn đó, Dương Bách Xuyên mừng như nhặt được vàng. Nếu anh đoán không nhầm thì đây là một cánh cửa, phía sau vách đá rất có thể là một không gian khác. Dương Bách Xuyên giơ tay ra tạo thành một quyền, đồng thời phát động chân khí, sau đó vỗ mạnh vào cánh cửa này. Rầm rầm rầm. Quả nhiên ngay sau đó cả vách đá khẽ rung chuyển. Cánh cửa từ từ mở ra, chứng thực cho suy đoán trong lòng Dương Bách Xuyên. Đây đúng là một thế giới khác. Trong này vẫn đen như mực. Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra kiểm tra, nhưng, sau đó anh cực kỳ kinh ngạc bởi vì linh thức vốn luôn hiệu nghiệm của anh bị một sức mạnh vô hình cản bên ngoài cánh cửa, không thể tiến vào kiểm tra. Sốc quá chừng. Cánh cửa này có thể ngăn cản linh thức ư. Nơi này không tầm thường. Nhưng càng như vậy thì Dương Bách Xuyên càng tò mò, rốt cuộc đây là chỗ nào mà có thể ngăn cản linh thức thăm dò. Anh nhảy vọt vào trong cánh cửa. Đồng thời hét lên dặn Khưu Vân ở bên dưới chờ mình. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên lấy đèn pin ra soi sáng. Mặc dù chỗ này cách ly linh thức song không ảnh hưởng tới khả năng quan sát bằng mắt thường. Trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin, hang động có chiều cao và chiều dài bằng cửa vào, và lại vẫn là vách đá đen xì. Dường như cánh cửa và lối đi này do con người tạo ra. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cho rằng đây rất có thể là thủ đoạn của người tu chân. Võ cổ giả và người bình thường không có biện pháp và sức lực đào được vách đá cứng như vậy. Vì vậy, thậm chí Dương Bách Xuyên còn nghĩ rằng trong đám thổ phỉ ngày xưa, hoặc là tổ tiên của Khưu Vân, chắc hẳn có võ cổ giả mang nội công thâm hậu đã vô tình phát hiện ra nơi này. Tuy nhiên, tổ tiên của Khưu Vân biết nơi này nhưng lại không thể leo lên. Nếu không thì cho dù thật sự có kho báu cũng bị tổ tiên của cô lấy từ lâu rồi. Vì thế người đó chỉ để lại hai câu thơ tình làm manh mối, hẳn là cũng hy vọng con cháu của mình có biện pháp lấy được đồ trong này. Thế nhưng vách đá cao 5 trượng và cánh cửa này không phải thứ võ cổ giả bình thường có thể chinh phục. Hôm nay may mà Dương Bách Xuyên gặp được, chứ nếu là võ cổ giả thì cho dù biết nơi này có cửa cũng không vào được, thậm chí không thể mở ra cánh cửa này. Dương Bách Xuyên vừa suy nghĩ vừa đi vào trong. Đi được vài bước thì dừng lại bởi vì tiến thêm hơn 10 mét nữa là hết đường. Nhưng lần này thật sự có một cánh cửa, mà cánh cửa này cũng có hình dạng của cánh cửa chân chính, trên khuyên cửa khắc hoa văn hình mây cuộn và hình rơi đậm chất cổ xưa. Trên cánh cửa viết ba chữ triện cổ rất to. May mà Dương Bách Xuyên học khoa lịch sử, có nghiên cứu về chữ viết của các triều đại Trung Quốc, cho nên anh vừa liếc mắt đã nhận ra ba chữ triện cổ trên đó. Động tế tự. Sau khi nhận ra ba chữ này, trái tim Dương Bách Xuyên giật thót. Dùng hai chữ tế tự để đặt tên chứng tỏ nơi này không đơn giản. Có nên mở cánh cửa này ra không? Dương Bách Xuyên rối rắm.
chẳng may bên trong trấn áp ma đầu nào đó thì chẳng phải là anh tự chuốc lấy phiền phức sao? Nhưng rồi anh lại nghĩ chắc là không đâu, tổ tiên của Khư Vân biết nơi này thì chắc hẳn trong đám thổ phỉ năm xưa đã có người đến đây. Ngay cả thổ phỉ cũng vào được, anh đường đường là người tu chân thì sợ gì chứ? Thổ phỉ năm xưa cùng lắm cũng chỉ là võ cổ giả, không phải người tu chân. Và lại anh tốn công tốn sức leo lên đây chẳng dễ dàng, nếu quay gót bỏ đi sao có thể cam lòng. Đây không phải tính cách của anh. Dương Bách Xuyên lập tức dùng linh thức thăm dò, nhưng vẫn có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn trở linh thức. Anh đành phải dùng cách cũ để mở cửa. Dương Bách Xuyên đặt hai tay lên cửa đá rồi đẩy mạnh. Ầm ầm. Cửa đá phát ra âm thanh nặng nề, bị Dương Bách Xuyên đẩy ra từng chút một. Sau đó có ánh sáng rọi từ khe cửa ra, Dương Bách Xuyên thoáng suy nghĩ rồi tiếp tục đẩy thật mạnh, mở toang cửa đá. Một đại điện rộng hơn 100 mét vuông xuất hiện trong tầm mắt, cả đại điện sáng trưng, từng viên dạ minh châu có to có nhỏ soi sáng đại điện. Khác với vách đá đen thui bên ngoài, đại điện được xây bằng ngọc trắng. Nếu bán chỗ ngọc trắng này thì tiền nhiều không đếm xuể. Đột nhiên trái tim Dương Bách Xuyên giật thót, anh nhìn thấy từng bộ xương trắng ở xung quanh đại điện, thoạt nhìn giống hài cốt con người. Những bộ hài cốt này rất kỳ lạ, chúng nằm ở xung quanh đại điện, nói chính xác hơn là cách trung tâm đại điện 9 mét. Từ tư thế tử vong có thể thấy bọn họ đến gần trung tâm đại điện. Dương Bách Xuyên quan sát xung quanh, rốt cuộc cũng tìm ra manh mối. Thì ra trong đại điện có một tế đàn cao hơn 3 mét, trên tế đàn có một người nằm. Một cô gái mặc đồ trắng thời xưa. Một cô gái thời cổ đại nằm trên tế đàn, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Nhìn từ xa thì thấy cô gái này đã trưởng thành, trông rất thanh thản, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy không bình thường. Hai tay cô gái ôm một cái hộp vuông bằng ngọc trắng, trên bề mặt có ký hiệu đỏ như máu. Xung quanh tế đàn cũng phủ kín ký hiệu giống hình mây cuốn. Dương Bách Xuyên quan sát thật kỹ, bỗng dưng toàn thân run lên. Lần trước bày trận pháp tụ linh ở biệt thự, anh còn dày công nghiên cứu về cơ sở trận pháp. Bây giờ vừa liếc mắt anh đã nhìn ra cả tế đàn là một trận pháp, hơn nữa còn là sát trận. Theo ghi chép về trận pháp trong truyền thừa, ký hiệu trên tế đàn này là trận huyết hồn niết bàn. Đây là một trận pháp cấm của tu chân giới, dùng máu để thức tỉnh nguyên thần. Sở dĩ gọi trận huyết hồn niết bàn là sát trận bởi vì trận pháp này sẽ hấp thu máu và hồn phách của con người, cực kỳ tà ác, trái với lẽ trời. Ở tu chân giới có rất ít người dám dùng, Dương Bách Xuyên không ngờ trận pháp này lại tồn tại trên trái đất. Thiết nghĩ trận pháp này nhất định là do cô gái trên tế đàn bố trí. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng có thể là cô gái này tu luyện gặp vấn đề nên dùng trận pháp độc địa này để khôi phục tu vi của mình. Hay nói chính xác hơn là đánh thức cô ta khỏi giấc ngủ sâu. Trong mắt người bình thường, trận pháp và tu chân đều là chuyện trái với quy luật tự nhiên. Nhưng với người tu chân thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dương Bách Xuyên mạnh dạn suy đoán, nếu như cô gái trên tế đàn tu luyện xảy ra vấn đề thì chắc hẳn nguyên thần của cô ta chỉ đang ngủ mà thôi, cô ta có thể thông qua trận pháp này để khôi phục tu vi và tỉnh lại. Vì thế cô ta mới tạo ra truyền thuyết về kho báu, thu hút người đời sau đến tìm báu vật, nhưng thật ra khi đến đây mọi người sẽ trở thành tế phẩm của cô ta. Hộp ngọc cô ta ôm trong tay rất thần bí, nhất định là rất nhiều người sẽ cho rằng đó là báu vật, và hiển nhiên sẽ đi tới gần hòng lấy hộp ngọc. Nhưng một khi đến gần tế đàn trong phạm vi 9 mét, bọn họ sẽ bị trận pháp tấn công rồi hấp thụ máu và hồn phách, trở thành tế phẩm. Bốn bộ xương trắng xung quanh tế đàn đã chứng minh điều này. Thủ đoạn của người tu chân không thể giải thích theo lẽ thường, mà đa phần những người đời sau đều là võ cổ giả, nào biết tế đàn chính là trận pháp, là một cái bẫy to. Vốn dĩ chẳng có kho báu gì hết, chỉ có một huyết trận muốn lấy mạng bọn họ mà thôi. Hết người này đến người khác tới tìm kho báu, cuối cùng kẻ xông vào đây đều biến thành xương trắng. Chết mà không biết vì sao mình chết. Dương Bách Xuyên thấy oan uổng thay bọn họ, nhưng không hề đồng cảm với bọn họ, bởi vì nếu như bọn họ không tham lam tìm kiếm kho báu thì sẽ không bỏ mạng ở nơi này. Dương Bách Xuyên đi lên mấy bước quan sát, anh không nhìn rõ cô gái trên tế đàn cho lắm, nhìn xa thấy khá xinh đẹp, nhưng không ngờ cô ta lại là người độc ác như vậy. Thế nên anh cảm thấy nhìn phụ nữ không thể nhìn bề ngoài, nội tâm mới là điều quan trọng.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi, cụ thể thế nào thì anh không chắc chắn, nhưng từ trận huyết hồn niết bàn trước mặt thì chắc là không sai đâu. Có trận pháp cấm này ở đây, hèn gì có thể ngăn chặn sức mạnh của linh thức. Trận pháp này tai hại như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình cần phải phá giải nó, nếu không thì chẳng biết nó sẽ hại chết bao nhiêu người nữa. Người tu chân vốn có trách nhiệm thay trời hành đạo, anh đã gặp phải thì không thể làm lơ. Hôm nay nếu là người khác thì chưa chắc đã có cách, nhưng Dương Bách Xuyên thì khác, anh là người tu chân, là truyền nhân của thập nhị kiếp tán tiên. Trong đầu anh có rất nhiều truyền thừa, đương nhiên truyền thừa trận pháp có không ít, có thể bày trận thì cũng có thể phá trận. Dương Bách Xuyên không vội ra tay ngay, anh vẫn phải tìm một phương pháp phá trận an toàn nhất để đảm bảo chắc chắn. Anh ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu lục tìm truyền thừa trận pháp mà sư phụ truyền lại. 3 tiếng sau, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, khóe môi treo nụ cười. Anh đã tìm được một phương pháp ổn thỏa. Thật ra trong truyền thừa trận pháp mà sư phụ Vân Thiên Tà truyền lại, trận huyết hồn niết bàn chỉ là trận pháp cơ bản, không phải là trận pháp cao cấp. Tuy nhiên, trên trái đất nó lại là sát trận đáng gờm. Trận pháp có cửa sinh và cửa tử. Sát trận cũng có cửa sinh, chẳng qua vấn đề là có tìm được hay không mà thôi. Chỉ cần tìm được cửa sinh thì có thể tiến vào trong trận pháp mà không bị thương, sau đó tìm vị trí mắt trận. Mắt trận là vị trí mấu chốt. Hủy mắt trận thì trận pháp lập tức bị phá. Dương Bách Xuyên dựa theo phương pháp trong truyền thừa, bắt đầu đi vòng quanh tế đàn tìm cửa sinh. Đương nhiên là anh đứng ngoài phạm vi 9 mét. Một khi bước vào phạm vi 9 mét thì sát trận sẽ lập tức khởi động tấn công con người, đến lúc đó anh không đối phó nổi. Hiện giờ tu vi của anh vẫn còn quá thấp, nếu tu vi mạnh thì hoàn toàn có thể cưỡng chế phá trận. Dương Bách Xuyên thầm suy đoán cô gái trên tế đàn có thể bày trận huyết hồn niết bàn thì ắt hẳn tu vi ít nhất cũng phải trên trúc cơ kỳ, thậm chí có thể là kim đan cũng không chừng. Vì vậy anh rất cẩn thận. Thật ra phương pháp tìm kiếm cửa sinh rất đơn giản. Trận pháp nào cũng có nền móng cơ bản, bắt nguồn từ âm dương ngũ hành và bát quái cửu cung. Dựa trên những cơ sở này mô phỏng ra các sao, mưa gió sấm chớp, thậm chí là thiên can địa chi. Không ngừng biến đổi, tạo thành từng trận pháp mạnh mẽ kỳ diệu. Đương nhiên trong truyền thừa mà sư phụ truyền lại, những thứ này chỉ là trận pháp cơ bản, sư phụ từng nói cao cấp hơn thì có trận pháp không gian, đó mới là trận pháp lợi hại, nhưng phải có tu vi đáng ngưỡng mộ thì mới bố trí được. Tiểu thiên thế giới không thể tạo thành từ trận pháp không gian, đó là sự thần kỳ của tạo hóa. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hiện tại những điều này chỉ tồn tại trong ý nghĩ mà thôi. Nếu không có lượng lớn kinh nghiệm và kiến thức về trận pháp mà vị sư phụ siêu đỉnh truyền dạy cho, e là bây giờ anh còn chẳng biết cửa sinh cửa tử là cái khỉ gì. Dựa theo cách phá trận thì trận pháp huyết hồn niết bàn được bố trí trên cơ sở bát quái, vì vậy phải tìm được cửa sinh. Anh cần đi khắp trận pháp bát quái, sau đó dùng máu tìm ra cửa sinh. Miệng niệm pháp quyết. Chân bước theo bộ pháp bát quái, thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch ứng với 8 quẻ trong bát quái. Phương pháp tìm cửa sinh mà Dương Bách Xuyên tìm được là bộ pháp bát quái bắt đầu từ vị trí khôn, đi hết âm dương, lùi ở ngũ hành, dừng lại ở đâu thì chỗ đó là vị trí cửa sinh. Hơn 10 phút sau, Dương Bách Xuyên hoàn thành một bước cuối cùng, đứng ở vị trí ly ứng với thủy. Thủy khắc hỏa, tìm ra mắt trận rồi dùng lửa đốt thì mới có thể phá trận. Nhưng trước hết anh phải xác định mình có tìm đúng cửa sinh hay không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh phá trận, hoàn toàn dựa theo truyền thừa của sư phụ chứ chưa thử bao giờ. Anh ép ra một giọt máu trên đầu ngón tay rồi búng vào vị trí ly. Nếu đúng là cửa sinh thì sau khi giọt máu này tiến vào phạm vi 9 mét sẽ kích hoạt trận pháp mà không tấn công, đồng thời cửa sinh hiện ra. Nếu tìm sai thì giọt máu sẽ tự bốc cháy. Lúc bắn giọt máu ra, Dương Bách Xuyên cấp tốc lùi vào góc đại diện, núp thật xa. Nhớ đâu tìm sai, sát trận tự khởi động thì anh sợ mình sẽ bị tấn công. 1 giây sau, giọt máu bay vào phạm vi 9 mét trước cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên. Sau đó, tiếng ầm ầm nặng nề vang lên. Chỉ thấy tế đàn rực sáng, trong đại điện bỗng nổi gió. Mà ở vị trí giọt máu bỗng xuất hiện một cánh cửa được tạo thành từ gợn nước, chỉ đủ cho một người đi qua. Ngoài ra, trong phạm vi 9 mét lấy tế đàn làm trung tâm đều chìm trong màu máu. Dương Bách Xuyên mừng rơn,
biết rằng mình đã tìm đúng. Anh lẩm bẩm, truyền thừa mà lão già để lại quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Vị trí dính máu trên tế đàn là cánh cửa được tạo thành từ gợn nước màu trắng, những chỗ khác đều là sương mù đẫm máu. Điều này chứng tỏ cửa sinh là vị trí giọt máu, cái khác đều là cửa tử, nếu động vào sẽ bị sát trận tấn công. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hiện tại anh cực kỳ tự tin. Anh bước vào cửa sinh, đi thẳng tới bậc thang trước tế đàn rồi bước lên tế đàn. Ở đây anh nhìn thấy một cô gái ngủ say, nhìn bề ngoài khoảng chừng 20 tuổi, tóc cài châm ngọc, mặc trang phục cổ đại màu trắng, trên người tỏa ra sóng linh khí mỏng manh. Pháp khí nè! Anh phát hiện ra trang phục và châm ngọc của cô gái đều là pháp khí, là linh khí hạ phẩm. Đây là người thứ hai mặc linh khí hạ phẩm mà Dương Bách Xuyên từng gặp. Khỏi cần hỏi, bây giờ gần như có thể khẳng định cô ta là người tu chân. Nhìn ngoại hình chắc chắn cô gái là tiên trên tiên giới, gương mặt không nhiễm khói lửa nhân gian, nói theo cách phổ thông thì chính là đẹp phi thực tế, Dương Bách Xuyên chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi tên họ Dương nào đó không thể nảy sinh ý định khinh nhờn. Dương Bách Xuyên ngắm nghía mấy phút, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bởi vì anh biết rõ cô gái này là một nữ ma đầu, nếu không thì cô ta đã chẳng bày trận huyết hồn niết bàn trận pháp cấm của người tu chân. Anh nhận thấy cô ta không có chút sức sống nào, chỉ là một bộ thi thể. Nhưng thi thể chẳng khác gì người sống, giống như đang ngủ say. Tiếc thay khuôn mặt xinh đẹp nhường này. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng, bắt đầu tìm vị trí mắt trận. Trước tiên cứ phá trận rồi tính sau, tránh kể cả xảy ra biến cố. Anh đảo mắt quan sát, nhanh chóng tìm được vị trí mắt trận. Ngay chỗ đỉnh đầu cô gái khắc một bức vẽ trận pháp có đường kính một thước bằng 0,33m, chính giữa bức vẽ là một viên linh thạch quen thuộc. Có lẽ là tại thời đại quá xa xưa nên linh khí trong linh thạch rất yếu ớt, sắp cạn kiệt rồi. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ có lẽ chẳng cần mình phá trận, qua vài ba năm nữa linh khí trong linh thạch chống đỡ trận pháp tiêu hao hết, trận pháp sẽ tự phá. Nhưng đã tìm được mắt trận thì Dương Bách Xuyên sẽ phá luôn. Anh trở tay đánh chân nguyên ly hỏa lên linh thạch ở mắt trận. Rắc. M thanh giống dưa hấu nứt vang lên, linh thạch trong mắt trận biến thành bột phấn. Trận huyết hồn niết bàn lập tức bị phá giải, sương mù đẫm máu xung quanh tế đàn cũng tan biến. Đúng lúc này, một giọng nói hồn hà hồn hển vang lên, tiểu bối dám phá hỏng chuyện tốt của bà đây, đúng là chán sống mà. Giọng nói thình lình vang lên làm Dương Bách Xuyên giật mình. Dường như giọng nói này phát ra từ bốn phương tám hướng, mà cũng tựa như vang lên trong đầu anh. Trong lúc Dương Bách Xuyên kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên lại có một giọng nói khác vang lên, chị ơi, đừng. Một trước một sau đều là giọng nữ. Giọng của người trước the thé. Giọng của người sau êm ái. Một người quát mắng, một người khuyên nhủ. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đầu ong ong, đau như sắp nứt ra, giống như bị kim châm vậy. Anh biết rõ tình huống này hơn ai hết. Đây là tấn công linh thức. Mấy ngày trước anh đã luyện thành kinh nguyên thần tầng 2, có thủ đoạn công kích khống chế linh thức. Lần này anh đến xào huyệt của Sương Hoa đánh bọn chúng te tua chính là nhờ sức mạnh tấn công linh thức. Nghiệp quật không chừa một ai, Dương Bách Xuyên không ngờ mới đó thôi đã có người dùng linh thức tấn công mình. Hơn nữa anh không nhìn thấy bóng dáng người nào hết. Dương Bách Xuyên sợ vỡ mật. Linh thức này mạnh hơn linh thức của anh gấp nhiều lần. Nó đột ngột xông vào thức hải của anh hoàn toàn không có sức chống cự. Dương Bách Xuyên bất giác dùng sức mạnh linh thức của mình phản kháng, nhưng buồn thay anh phát hiện ra đối mặt với linh thức này. Anh chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi đối đầu với thiếu niên 11-12 tuổi, hoàn toàn không có khả năng phòng thủ và phản kháng. Hai bên vừa đụng độ, anh đã bị linh thức này đánh cho thất khiếu chảy máu. Nguy cơ trước nay chưa từng có ập đến, Dương Bách Xuyên cảm thấy bóng tối chết chóc bao phủ. Thoáng chốc anh cảm nhận được thần hồn của mình đang run rẩy, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lão già cứu con! Dương Bách Xuyên gần như là dốc toàn sức lực hét to gọi sư phụ trong lòng. Anh cảm thấy nếu sư phụ không ra tay, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên như sấm trong biển ý thức của Dương Bách Xuyên. Lúc này rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng thở phào một hơi.
anh nghe ra đây là giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà. Sau đó, anh lại nghe thấy tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ, á. Ông là ai? Một kim đan nhỏ bé mà cũng dám giở trò trước mặt bản tôn. Cút! Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên như sấm rền. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nữ kia kêu gào thảm thiết rồi rút khỏi biển ý thức của anh. Một giây sau, anh sụi lơ trên tế đàn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh không ngờ mình lại cách cái chết gần đến vậy, nếu không có sư phụ ra tay thì chắc chắn anh sẽ mất mạng dưới sự tấn công linh thức của người phụ nữ kia. Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên lần nữa, thằng nhóc thúi mau đứng lên, vẫn chưa xong đâu. Trong cơ thể cô gái này có hai linh hồn, nếu cả hai đồng thời tấn công thì vi sư cũng đối phó mệt mỏi đấy. Ta có thể áp chế bọn họ trong thời gian 10 hơi thở, còn lấy máu của cô ta vẽ huyết ấn chế ngự đi, nếu không thì hậu họa khôn cùng. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên nhức hết cả đầu. Hai linh hồn. Ngay cả lão già cũng cảm thấy cố sức. Trong bộ thi thể này, lẽ nào linh thức vừa tấn công anh đến từ bộ thi thể trước mặt? Mấy câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Dương Bách Xuyên. Nhưng anh nhận thấy giọng nói của sư phụ tràn đầy bất đắc dĩ, và cũng biết rằng thật ra tàn hồn của sư phụ có thể giúp mình áp chế tiêu diệt đòn tấn công linh thức của cô gái này đã chẳng dễ dàng. Suy cho cùng thì thần hồn của sư phụ không hoàn chỉnh, tuy vẫn có năng lực tấn công nhưng có mức độ. Từ giọng nói có thể nghe ra sư phụ đang tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần hồn của bản thân, cho nên giọng điệu rất nóng vội. Dương Bách Xuyên không kịp suy nghĩ gì hết, vội vàng đứng dậy vươn tay chạm vào trán cô gái trên tế đàn, dùng ấn ký linh thức của mình cố chui vào trán đối phương. Quả nhiên anh nhìn thấy hai thần hồn phụ nữ trong biển ý thức của cô gái, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Lúc này thần hồn của bọn họ đang run rẩy dữ dội. Chắc là bị sư phụ mạnh mẽ trấn áp rồi. Anh liên tục phóng ra hai ấn ký linh thức, mỗi ấn ký linh thức tiến vào thần hồn của một người. Sau đó anh thoát ra ngoài, trích lấy một giọt máu từ trán cô gái rồi vẽ một lá bùa bằng máu trong không khí, vẽ xong lập tức nuốt vào bụng. Tức thì anh cảm nhận được giữa mình và hai cô gái đã có mối liên kết, chỉ cần một ý nghĩ của mình là có thể khiến bọn họ hồn bay phách tán. Vừa rồi anh sử dụng thuật huyết cấm mà sư phụ dạy cho. Thuật này nổi trội trong tu chân giới, cùng loại với phương pháp mà anh đối phó với Kiều Phúc và chị em họ Ngô lần trước nhưng bá đạo hơn, bởi vì anh trực tiếp trích máu của cô gái để khống chế, tương đương với hai lần bảo đảm, bọn họ không thể phản kháng được. Sau khi anh làm xong, giọng nói tự đắc sặc mùi hư vinh của sư phụ mới vang lên, thằng nhóc thúi, lần sau đừng xông bừa vào chỗ lạ. Lần này vi sư bị con hại thảm. Vốn dĩ nguyên thần đã không trọn vẹn, giờ còn hao tổn rất nhiều để áp chế hai thần hồn trong cơ thể cô gái này. Ta ngủ đây, con đừng mong đánh thức ta nữa, ta cũng không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không. Trong cơ thể cô gái này là hai hồn cộng sinh, thần hồn của bọn họ thuộc cảnh giới kim đan nhưng tu vi lại là luyện khí kỳ tầng 3. Có huyết ấn khống chế, tạm thời không cần quá lo lắng. Nhưng thần hồn của bọn họ mạnh hơn con rất nhiều. Con hãy nhớ rằng sau này phải chăm chỉ tu luyện kinh nguyên thần hơn nữa, đề phòng bọn họ cắn trả. Lần này vi sư ngủ sâu đấy, đến bản thân ta cũng chẳng biết khi nào tỉnh lại, cho nên chặng đường sau này chính là khảo nghiệm dành cho con. Con không đánh thức ta được đâu, tự giải quyết ổn thỏa nhé. Sư phụ nói đến đây, Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói của ông rất nhỏ rất yếu, thậm chí cảm ứng đã bị cắt đứt. Dương Bách Xuyên cực kỳ hoảng sợ. Trước đây sư phụ nói ngủ say, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ, giữa hai bên vẫn có liên hệ. Nhưng bây giờ sợi dây liên kết vô hình ấy đã biến mất, chứng tỏ lần này nguyên thần của sư phụ bị hao tổn quá nhiều. Do đó ông buộc phải rơi vào trạng thái ngủ say, mà chính ông cũng nói rằng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Có nghĩa là từ nay trở đi anh phải tự mình xông xáo, sư phụ Vân Thiên Tà còn khó bảo vệ bản thân, không thể trông cậy vào. Tâm trạng Dương Bách Xuyên trở nên sa sút, anh không ngờ cô gái mình gặp lần này lại có thần hồn cảnh giới kim đan, hơn nữa còn là hai hồn cộng sinh, và là một cặp chị em. Dương Bách Xuyên tin rằng nếu sư phụ không xuất hiện thì anh đã bị linh thức của cô gái tấn công, hồn bay phách tán rồi. Rõ ràng là anh vừa mới dạo một vòng qua cánh cửa địa ngục. Anh rất cảm ơn sư phụ, đồng thời càng hận cô gái hơn. Nếu không phải tại cô ta thì sư phụ sẽ không ngủ say.
và lại lần này ông ngủ say không biết bao giờ mới tỉnh lại. Có lẽ là một tháng, vài tháng hoặc lâu hơn. Tóm lại, cặp thần hồn chị em này chẳng những hại anh suýt chết, mà còn hại sư phụ rơi vào nguy hiểm, khiến anh mất đi chỗ dựa mạnh mẽ nhất. Dương Bách Xuyên nhìn cô gái xinh đẹp như tiên vẫn nhắm nghiền mắt trên tế đàn. Lúc này anh chẳng ưa nổi gương mặt cô ta, ngược lại trong lòng còn bùng lên lửa giận, thậm chí là chán ghét. Cô gái này là người có thần hồn mạnh nhất mà anh gặp từ khi tu chân tới giờ, không ngờ thần hồn lại là cảnh giới kim đan. Hiện tại cảnh giới thần hồn bậc này là sự tồn tại khiến anh phải ngước nhìn, hôm nay nếu không nhờ sư phụ liều mạng đối phó thì anh tiêu đời rồi. May mà sư phụ nói là trong cơ thể cô gái là hai thần hồn cảnh giới kim đan, còn cơ thể chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 3. Có cảnh giới kim đan nhưng tu vi cơ thể là lại luyện khí kỳ tầng 3, chứng tỏ rất lâu về trước cô gái này là kim đan kỳ, nhưng không biết tại sao tu vi lại tụt xuống luyện khí kỳ tầng 3, chắc là tu luyện gặp vấn đề. Dương Bách Xuyên đã tìm hiểu kiến thức về tu chân, biết rằng một số người tu chân ở tu chân giới tu luyện xảy ra sai sót hoặc là tẩu hỏa nhập ma, trúng độc, bị cao thủ đánh trọng thương. Sẽ chủ động giảm tu vi để bảo vệ tính mạng, nhưng cảnh giới thần hồn không thay đổi. Có lẽ cô gái thuộc trường hợp này. Điều kỳ lạ là cặp chị em trong cơ thể cô ta đều có cảnh giới kim đan, hai hồn dùng chung một cơ thể. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn cô gái nhắm mắt như người chết, nhưng anh biết cô ta còn sống. Anh lạnh lùng hừ mũi trắng trợn vỗ một chưởng lên người cô ta. Bộp, á, thằng nhãi kia, bà giết chết mày. Ngay sau đó cô gái bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy, con người đỏ au, tạo cho Dương Bách Xuyên ảo giác cô ta chính là nữ ma đầu. Cô gái chửi mắng Dương Bách Xuyên, định xông về phía anh. Nhưng hiện giờ Dương Bách Xuyên đã khống chế thần hồn của cô ta, mà tu vi của cô ta là luyện khí kỳ tầng 3, anh không sợ chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.